Sám văn. Làm người hay bị bắt giam là do đời trước hay giam nhốt chúng sinh trong lồng, trong chậu. Giải thích. Đã có người vô duyên vô cớ bị án liên lụy và bị tống giam oan. Sau đó qua điều tra, họ được phán vô tội và phóng thích. Đây là do đời quá khứ hoặc hiện tại, bản thân họ đã từng giam nhốt chúng sinh. Tôi từng gặp một nữ viện trưởng viện Ấu Nhi. Chồng bà là lãnh đạo một cơ quan nọ. Mấy năm trước, ông bị người vu cáo tham ô nên bị bắt tống giam 3 năm. Sau nhờ điều tra phán ông vô tội và được thả về nhà. Tuy được cấp lương lại, nhưng cũng đã nếm 3 năm tội tù. Bà muốn biết nguyên nhân là do đâu? Tôi hỏi, nhà bà có ưa nuôi chim cảnh không? Bà kể, lúc họ kết hôn, nơi nhà mới có treo lồng chim đủ loài đủ dạng. Mãi đến khi chồng bị giam, bà mới tặng hết cho người. Tôi quan sát tìm xem nguyên do vì sao chồng bà bị giam 3 năm khổ sở, thì thấy rõ. Từ đời quá khứ đến hiện tại, ông rất ưa nuôi chim. Do dùng lòng giam cầm chúng sinh mà phải thọ quả báo này. Ngày 4 tháng 7 năm 2007, thời báo Hoàn Cầu đăng tin như sau. Ở thôn Ekati thuộc nước Ấn Độ, có một người dân không làm sai bất cứ điều gì, cũng không phạm lỗi gì với ai, nhưng lại bị giam trong ngục tới 53 năm. Sau khi thả ra, ông được bồi thường 1 ruby, tương đương 2,5 USD hoặc 2 hào nhân dân tệ. Xin kể thêm câu chuyện do đệ tử Ngài Hư Dân là Thích Quán Bổn ghi. Con chồn trắng. Năm Dân Quốc 25, Bính Tý. Sau khi Nam Hoa đã mở đại giới đàn, truyền 3 đàn xong, lúc sắp giải giới thì Lâm Quốc Canh, đoàn trưởng sư đoàn 16 đang đóng quân tại Tàu Khê đến thăm, tay xách cái lồng, trong nhốt một con vật toàn thân trắng tuyết, điểm lấm chấm đen, lông mướt rượt, mõm nhô, đuôi dài, đích thị là một con chồn. Đoàn trưởng nói, con vật này có lý lịch ly kỳ lắm. Mới đầu, nó bị thợ săn ở núi Bạch Dân, Quảng Châu bắt được. Người ta kể rằng, khi phá bức tường thành Quảng Châu để mở con đường cái, thì thấy nó từ trong thành phóng ra và bị bắt. Bạn tôi mua nó với giá 40 đồng, tính đem về nấu ăn cho bổ và khoái khẩu. Nhưng nhìn thấy mắt nó linh động, long lanh, có vẻ hiểu được ý người, nên ông ta không nỡ làm thịt, bèn nhốt lại và đem bán cho vườn sở thú Quảng Châu. Rồi sau đó, khi khổng khi không, ông ta bị bắt, bị tống vào tù mà không rõ nguyên nhân do tội trạng. Án cứ lưu như thế mãi mà không ai giải quyết. Tình cờ, vợ ông ta tham dự một buổi cầu cơ. Chưa mở miệng hỏi gì thì đã thấy quẻ chạy. Đề cập đúng chốc điều bà đang thắc mắc trong lòng và giải thích rằng ông nhà hiện đang bị nhốt là do chiêu cảm quả báo của việc bán con chồn cho sở thú giam giữ. Còn chỉ cho bà rằng hiện có bậc cao tăng đang chủ trì hoằng pháp tại chùa Nam Hoa. Hãy mau đem con chồn đến đó phóng sinh thì người chồng ắt sẽ được thoát nạn. Bà vợ giật mình cả kinh, vội đem tiền chuộc con chồn do Lâm đoàn trưởng là bạn thân của chồng bà, sẵn dịp ông đang đóng quân ở Tàu Khê, nên bà nhờ ông mang con chồn đến chùa phóng sinh giùm. Ngài Hư Dân nghe kể chuyện, liền thu nhận con chồn. Ngài thuyết tam quy ngũ giới cho nó xong thì thả nó ra khu rừng rậm phía sau chùa. Hằng ngày, nó đều vào chùa để tăng chúng cho ăn. Từ khi thọ giới xong, nó không chịu ăn thịt nữa, chỉ ăn chay và rất thích ăn trái cây. Những người thợ xây chùa muốn trêu chọc nó, họ nhét thịt vào chuối đưa cho nó ăn.
Con chồn khi biết mình ăn nhầm liền nhổ ra. Nó dùng móng chân trước cào vào thức ăn, kiểm soát mấy lượt, nhìn tới nhìn lui, mắt lườm mấy ông thợ, tỏ vẻ giận dữ bất bình vì họ đã dối gạt nó. Sau đó nó bỏ đi thẳng suốt mấy ngày mà không trở về. Một hôm, do bị người trong làng đuổi bắt, nó leo lên một ngọn cây cao chót vót, ngót mấy chục trượng, ôm cành kêu khóc. Chú Sa Di thấy vậy, vào bạch với phương trượng. Ngài Hư Dân liền ra đến dưới gốc cây đứng nhìn lên. Vừa thấy ngài, con chồn liền tuột xuống, đeo ngay vào tay áo ngài, vẻ rất mừng rỡ. Hòa thượng đem nó về, sợ nó bị người rình bắt. Ngài đóng cho nó cái chuồng. Sau đó khi thả ra, nó chỉ đi quanh quẩn trong chùa, không vào rừng nữa. Một hôm, ông Tưởng Giới Thạch đi cùng 10 lính hầu đến thăm chùa nhưng không báo trước. Họ vừa đến cổng Tào Khê thì thấy con chồn. Thị vệ định bắn nhưng ông Tưởng ngăn lại. Chồn lúc lắc đầu, ve vẫy đuôi, dắt ông Tưởng đi vào. Đến đại điện, nó chạy như bay vào phương trượng, cắn áo hòa thượng kéo xuống lầu gặp ông Tưởng. Nghe kể chuyện nó, ai cũng cười. Mỗi khi hòa thượng ngồi thiền, chồn thường nằm dưới thiền sàn. Thấy hòa thượng nhắm mắt ngồi lâu quá thì nó bắt đầu tái mái, kéo râu ngài đùa nghịch. Hòa thượng mở mắt nhìn nó, bảo: "Con có linh tánh, chớ vào rừng, đừng ra ngoài sơn môn hay tới gần nhà dân mà bị bọn trẻ quấy phá." Một hôm, chẳng biết nó đi đâu mà bị xe cán trọng thương, nằm nhẹp, không đứng dậy nổi. Thấy hòa thượng đến thăm, nó ráng chìa vết thương ra cho ngài xem. Hòa thượng biết không cứu được, thương nó đau đớn, bèn khai thị: "Cái túi da này không đáng để lưu luyến nữa, con đừng bám víu vào, hãy buông xả và sám hối tất cả nghiệp duyên quá khứ. Khởi một niệm sai thì phải đọa, phải nhận lấy ác báo, chịu nhiều thống khổ. Giờ đây quả báo của nghiệp xưa đã mãn, ta mong con nhất tâm niệm Phật để sớm được giải thoát." Chồn hiểu ý, gật gật đầu, kêu lên mấy tiếng rồi tắt hơi. Thi thể nó để 2 ngày vẫn không biến đổi. Hòa thượng nhớ đến câu chuyện tổ Bách Trượng độ Chồn Quan, nên cho tổ chức tang lễ nó như một vị tăng, chôn nó ở phía nam núi. Việc này xem ra ly kỳ, nhưng sở dĩ những điều đó phát sinh trong cuộc sống, nguyên nhân cũng giống như trong sám văn đã tả thôi. Chúng ta là phàm phu, thường hay lý luận. Việc nuôi chim, cá là trò tiêu khiển cực kỳ thú vị. Đa số còn có quan niệm ngu muội rằng hễ đã phát tài chút ít thì có quyền ra ngoài giải trí chơi bời hưởng lạc, tha hồ bằng cách mua hoa, bao gái. Và họ lập luận rằng nhà thổ lầu xanh vốn là chốn mua vui, để mình tiêu khiển, giải trí. Họ nào biết hưởng phúc kiểu này chính là tạo quả, đâu hay rằng chính hành vi mê tối này đã vô tình tạo nhân xấu, khiến họ phải sa vào địa ngục vô biên vô tận. Đợi đến khi ác báo trổ trên thân, vô thường ập tới, lúc đó có hối cũng đã muộn. Sám văn. Nghe thuyết pháp mà cứ trò chuyện ồn ào, làm loạn tâm người thính pháp, sao sẽ đọa vào loài có tai dài? Giải thích. Có nhiều người đến dự pháp hội không phải vì muốn nghe pháp, mà vì muốn trò chuyện bình luận, ưa làm pháp quan, phân tích mổ xẻ. Chỉ cần vừa nghe lời không thuận lỗ tai mình thì vội vàng luận tam thuyết tứ, hoặc đến đạo tràng mà không chú tâm nghe, toàn nói chuyện phím, gây ồn ào và quấy nhiễu người nghe pháp. Những người này tương lai sẽ đọa làm chó trong cõi súc sinh, bởi vì loài chó vừa nghe tiếng động không kịp phân biệt xanh hồng trắng đen chi, đã há miệng sủa to khuấy động sự yên tĩnh bốn bề. Nếu như đối với người thuyết pháp bị nhiều đàm tiếu thị phi,
thì nên y pháp chẳng y người. Phải nghiên cứu giáo lý giảng cho đúng lễ, thái độ nên đoan trang cung kính, phương pháp và thời cơ đều phải thích nghi. Đệ tử Phật tuyệt không nên có thái độ bới lông tìm chết hay lộ vẻ vui thích hả hê khi thấy lỗi của người. Càng không thể nhân vì một số vấn đề vụn vặt mà đi quấy rối đại chúng đang chăm chú nghe chánh pháp. Trong xã hội hiện nay, có nhiều người tham dự thảo luận Phật Pháp trên mạng và mối liên lạc theo cảnh nói một câu ngàn người nghe, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, điều cần chú ý là phải hết sức cẩn trọng ngôn hạnh, chớ tạo lỗi đàm thoại làm nhiễu loạn người đang cần tập trung nghe Pháp. Sám văn: sang tham bỏng sẻn ăn một mình, bị đọa trong ngạ quỷ, sinh làm người thì bần cùng đói khổ. Giải thích: do sang tham bủng xỉn, dành ăn lén một mình, bị đọa vào cõi ngạ quỷ, ác báo hết thì chuyển sinh vào nhân gian, sống rất bần cùng, đói khổ. Năm 1990, ngày nọ, một người bạn đến nhà tôi kể là chị dâu ông vừa chết, tang sự làm xong mới một tuần. Ông mới nói đến đây thì tôi lập tức thấy ngay một nữ nhân gầy như que củi, đầu rối bù, dập đầu cúi lại như tế sao, van cầu tôi cứu bà. Tôi định tĩnh, dòm kỹ. Hóa ra đây là bà chị dâu đã chết, đi theo ông bạn đến tận nhà tôi. Bởi bà biết rõ về tôi nên mới đi theo chú em chồng mà đến, mục đích cầu xin tôi cứu bà. Những người ăn chay niệm Phật đều có một dần kim quang bao phủ. Hễ tu càng giỏi thì kim quang càng dày, càng tỏa ánh sáng ngũ sắc, khiến bất kỳ yêu tà quỷ thần gì cũng đều phải kính sợ, không dám xâm phạm. Tôi hỏi bà: có biết vì sao mình bị đọa vào cõi quỷ chăng? Bà kể: sau khi mình được gả cho nhà đó, bình thường hay nhín ăn nhịn thèm để có được danh tốt, khiến mọi người chấp nhận cảnh ăn uống đạm bạc. Nhưng tối đến, bà và chồng thường lén cùng nhau dùng đồ ngon. Ngay cả Tết đến cũng chỉ cho mẹ chồng ít đầu cá, cẳng gà. Do mẹ chồng thoái hưu lương ít, nên hễ cho có một xu thì bà liền nổi nóng, gây gổ cùng chồng. Lại do bà sát sinh thái quá nên mới 40 tuổi thì đã bạo tử tại nhà. Sau 49 ngày, bà đọa vào cõi quỷ. Bây giờ chịu đói tới hai con mắt nổ lửa, khổ hết chỗ nói, chỉ biết cầu xin chúng tôi cứu bà. Lúc này Quả Lâm vừa nhìn thấy bà thì đã nhận ra do phạm tội gì rồi. Thế là nó liền dạy bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ niệm ba câu thì bà được đi đầu thai. Do lúc làm người sống tham lam bỏng sẻn, nên dù được đầu thai vào nhân gian, bà phải sinh làm một người dân nghèo, cả đời sống túng thiếu. Nhưng có điều an ủi là bà sẽ gặp được Phật Pháp tu hành và nhờ đây mà chuyển biến vận mệnh. Nếu như không nhờ đi theo chú em chồng được Quả Lâm dạy niệm Phật và ngay đó thoát thân ngạ quỷ, thì bà phải chờ đến lúc thọ báo kiếp quỷ tận mới được sinh vào nhân gian, làm kẻ bần cùng khốn khổ phải đi ăn xin. Sám văn: kẻ đem đồ ăn xấu tệ, ác thực cho người sẽ bị sinh làm heo lợn, bọ hung. Giải thích: ác thực là thức ăn ôi thiêu biến chất. Những ai lấy đồ thúi, cũ, ngụy trang giả làm thức ăn ngon, tốt, đem cho hoặc bán, tiêu thụ, thì tương lai sẽ bị làm heo, bọ hung, chịu quả báo, ăn đồ thiêu dơ, ôi thúi. Cuối cùng, heo còn bị giết ăn thịt, bọ hung là loài chuyên dùi đầu ăn phân. Ác thực là từ ngữ chỉ tất cả thực phẩm có hại cho sức khỏe con người. Hiện nay, đa số người tín ngưỡng kém, đạo đức suy đồi, chỉ biết có tiền, không quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Họ dùng đủ thứ phụ gia
hay quá chất có hại bỏ vào trong thực phẩm, thuốc men, khiến vấn đề an toàn thực phẩm trở thành nguy hại nghiêm trọng, rất đáng lo. Chúng ta cần nỗ lực tuyên truyền nhân quả trong xã hội, cảnh tỉnh và đánh thức lương tâm những người tỉnh bơ đem đồ ác cho người dùng. Nếu họ cứ làm vậy, tương lai sẽ bị đọa vào cõi xấu, thọ khổ báo. Sám văn: cướp đoạt của người, sao đọa làm dê, bị thế gian lột da ăn thịt. Ưa trộm cướp tài vật của người, sao sinh làm trâu bò, ngựa, bị người sai khiến, hành hạ. Giải thích: làm trâu ngựa chở nặng đi xa, hứng chịu đòn roi của người, đến già không còn làm được, thì bị giết ăn thịt, để trả nợ kiếp trước trộm cướp tài vật của người. Sám văn: ưa nói dối, rêu rao điều xấu của người, sao đọa địa ngục, bị rót nước đồng sôi nóng đỏ vào miệng, bị kéo lưỡi ra cho trâu cày, đền tội xong thì sinh làm chim cú. Ai nghe tiếng nó kêu cũng ghét sợ, cho là yêu quái đem điềm gỡ tới, đa số đều nguyền rủa mong nó chết. Giải thích: kẻ ác hạnh ưa nói dối, thêu dệt, bịa đặt, rêu rao điều xấu cho người là tự tạo quả báo, đọa địa ngục nặng nề. Mãn kiếp địa ngục rồi thì chuyển sinh làm chim cú có âm thanh khó nghe, khiến người hoảng sợ, chán ghét. Họ xếp loại chim này mang điềm bất thường, nên hay nguyền rủa trù chết. Tội ác ngữ dối gian, du rao lỗi người. Nếu bịa đặt du khống, truyền rao lỗi tứ chúng đệ tử Phật, chư thiện tri thức, đại thức, cao tăng của Phật môn, thì tội này càng nặng. Phật xếp việc nói lỗi tứ chúng là tội nặng trong Bồ Tát giới, tuyệt đối phải tránh không phạm. Có nhiều đoạn trong Lương Hoàng Bảo Sám viết: cù dục là chim bát ca, là loài chim sáo, nhưng sáo là loài con người rất ưa nuôi, thông minh lanh lợi, giỏi bắt chước tiếng người, rất được yêu thích, nên văn viết cù dục là sai, không hợp. Tôi đã tra trong sách cổ, thấy ghi có loài chim tên cù cát, tiếng kêu the thé chói tai. Vậy từ cát này mới là đúng. Có thể khẳng định rằng chữ cù cát bị viết thành cù dục do người cầm bút trong khi sao chép kinh đã viết sai nét, nên mới biến chữ cát thành chữ dục, gây ra nhầm lẫn. Xin nhắc nhở mọi người lưu ý chỉnh lại cho đúng. Sám văn: người ưa uống rượu say, sao đọa vào địa ngục phẫn trào. Tội hết rồi sinh vào loài đười ươi, mãn nghiệp được sinh làm người ngu si, không ai thu dùng. Giải thích: người ưa uống rượu, cả ngày ở nơi bàn nhậu, nếu thích say sưa không bỏ được, thì đời này đa số chết vì rượu. Chết rồi lập tức đọa vào ngục phẫn cuộn. Ở nhân gian cũng có những chỗ giống như vậy, là hầm phân của những vùng nông thôn chưa phát triển, chứa đầy dòi. Dòi cả ngày say sưa bầu bạn với phân, giống như người uống rượu, cho rượu là thứ cực ngon. Nhưng người không ưa rượu thì nghe hơi xông ra từ kẻ nhậu, rất khó ngửi, tanh hôi. Nhất là uống rượu mà còn ói mửa thì hôi thối không cùng. Do tham đắm vị rượu, bị quả báo chết rồi ăn phân, uống nước giải. Nhân như thế, quả như thế, tự làm, tự chịu. Ác báo này hết thì đọa làm đười ươi. Sao được sinh vào nhân gian, nhưng ngu muội vô trí, bị người khinh khi chán ghét. Sám văn: kẻ tham lam bốc lột sức người bị sinh làm voi. Giải thích: hay sai khiến, lạm dụng sức người, trả lương ít cho công nhân hoặc mượn tiền mà không trả, chết rồi làm voi. Là loài chỉ ăn cỏ, nhưng phải làm việc chuyên chở nặng và còn phải nhẫn nhục chịu đựng. Sám văn: kẻ có địa vị giàu sang,
làm người trên mà đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết thưa kiện với ai. Những người giàu ác này chết rồi vào địa ngục, chịu quả báo đau khổ cả ngàn vạn năm. Từ địa ngục thoát ra, lại đọa làm trâu, bị xỏ mũi lôi thuyền kéo xe, hứng chịu đòn roi nặng nề khổ sở, để đền lại nợ oan trái xa xưa. Giải thích: người giàu sang hay kẻ có quyền thế, làm chủ xí nghiệp hoặc tư gia, hay đánh mắng ngược đãi tôi tớ hoặc công nhân, thuộc hạ, mà người bị đánh do sợ quyền lực hoặc sợ bị mất việc mà không dám tố cáo, hoặc do họ không tìm được ai bên vực mình. Đối với những chủ nhân bắt nạt khinh người này, đến một ngày phúc báo hưởng tận thì họ sẽ đọa vào địa ngục, thọ khổ mấy ngàn vạn năm. Mãn kiếp địa ngục thì sinh làm trâu, bị người xỏ mũi, bắt lao động nặng, còn phải hứng chịu đòn roi đau đớn để trả nợ xưa. Sám văn: làm người ăn ở dơ bẩn là từ trong loài heo mà ra. Người sang tham keo kiết, không biết tự tỉnh là từ trong loài chó mà ra. Những người độc dữ, tự dụng một mình là từ trong loài dê mà ra. Người có tánh hiếu động, nóng nảy, không giỏi nhẫn là từ trong loài khỉ, dượng mà ra. Người có thân thể tanh hôi là từ trong loài cá, ba ba mà ra. Người có tâm hiểm ác là từ trong loài rắn độc mà ra. Người không có từ tâm, tàn nhẫn, bạo hại là từ trong loài hổ báo, sài lang mà ra. Giải thích: tập khí tính tật mỗi người đều có quan hệ với đời quá khứ. Xin kể câu chuyện như sau. Nam cư sĩ X là pháp lữ của tôi, vốn là nhân vật có tiếng tăm, gốc người Bắc Kinh, dung mạo lạ kỳ, đang độ tuổi trung niên. Ông tu hành tinh tấn, dốc lòng hoằng dương Phật Pháp, tướng người cao lớn, uy mãnh, oai hùng, nhất là ngũ quan kỳ dị, ẩn hình bóng xà. Những lúc ông nổi giận, trông hung mãnh lắm, ai cũng kính sợ. Tôi từng nghe ông kể qua, tiền kiếp mình là đệ tử của sư phụ, ngài giao ông giữ nhiệm vụ hộ pháp. Hôm nọ tình cờ ông thố lộ, tiền kiếp ông tuy là một vị tu hành, nhưng kiếp trước đó nữa thì lại là mãng xà. Kiếp trước của mãng xà thì làm báo biển. Ông còn nhớ rất rõ lúc làm báo biển đã từng giao đấu với gấu Bắc Cực ra sao. Do kiếp vừa rồi ông là người tu hành, nên đời nay mới mấy tuổi đã biết rành nghi thức hành trì mật tông và nhận ra rất nhiều pháp khí, thậm chí còn am tường mọi cấm kỵ trong tông môn. Hiện tại ông vẫn nhớ rõ chuyện ba kiếp trước của mình. Ở kiếp thứ hai, ông làm mãng xà, nhờ nhân duyên đặc biệt may mắn nên sau khi xả báo thân mãng xà thì chuyển lên làm người, được quy y Tam Bảo tu hành. Nhưng do ông sống quá lâu trong kiếp làm mãng xà, nên đời này vẫn còn lưu nhiều tập khí mãng xà. Chẳng hạn như, từ nhỏ đến lớn rất ưa ăn trứng gà, hễ nhìn thấy gà là phấn chấn. Mỗi năm vào mùa đông, đôi tay của ông vẫn còn bị lột da ba lần. Hiện nay nhờ tu hành nhiều năm, nên nét hung tợn nơi ngũ quan của ông đã giảm bớt. Đối với thế gian, huynh X không có hứng thú với danh lợi, bất kể là thức ngon, mỹ sắc. Ông không hề động tâm, ông chỉ có tập khí rất ưa ăn thịt, nhưng từ khi phát tâm tu hành thì đã bắt đầu trường trai. Qua đây đủ thấy, bất kể chúng ta từ đâu tới nhân gian, nhưng hôm nay được gặp Phật Pháp, có thể hành trì bái sám, chứng tỏ đời quá khứ chúng ta đã từng là đệ tử Phật, nếu không thì đâu thể tiến vào đại môn để tham dự bái sám này. Bạn xem, hiện tại tứ chúng đệ tử không phải là mỗi người đều có tập khí tính tật riêng hay sao? Nếu như ngay trong đời này
có thể thệ nguyện nghiêm trì giới luật Phật chế, bỏ hết thói xấu, thì nhất định đạo nghiệp sẽ thành. Còn nếu đến phút lâm chung, tật xấu của mình vẫn chưa sửa đổi, thì tánh tật đó sẽ thành nhân tệ ác. Chết rồi, ắt phải theo nhân mà thọ quả xấu. Từ vô thỉ đến nay, mỗi người chúng ta đã có vô số lần vào thai lừa, bụng ngựa, từng xuống địa ngục, lên thiên đường, làm người vô số lần, học Phật cũng vô số lượt. Nhưng chính do không chịu đoạn dục khử ái, không buông hết vọng tưởng chấp trước, bị vô minh che lấp, nên cứ trầm luân thọ khổ vô tận trong tam giới, quay đầu chẳng thấy bờ. Hiện nay chúng ta đã hiểu sâu lý này, nếu như không khéo buông bỏ, không ném hết những ân oán thế gian, thì biết đâu một khi vô thường đến, mình chết đi, đâu ai bảo đảm là ta có thể quay trở lại làm người. Sám văn. Sinh ra làm người bị nhiều bệnh, chết sớm, chịu bao thống khổ không thể kể xiết. Như thế là do ba nghiệp ác gây ra, khiến ta mắc phải quả báo trong ba đường dữ. Giải thích. Kiếp người chúng ta nhiều bệnh, đoạn thọ, thống khổ trùng trùng đều do ba nghiệp thân khẩu ý tạo ra. Làm người mà có khẩu ác, tâm ác, thân ác, tức phải bị ác báo. Căn bệnh đáng sợ. 2 năm trước, tôi đến thành phố nọ ở Giang Tây, đã cùng Ngô cư sĩ ghé thăm nhà một bệnh nhân. Đây là một ngôi biệt thự cực kỳ lộng lẫy, sang trọng. Nhưng ông chủ lại bị bệnh, đang ở trong nhà. Tôi thấy ông quỳ trên giường, hạ thể quấn tả, trong khoảng hơn 30 tuổi. Sau khi Ngô cư sĩ giới thiệu tôi với chủ nhà xong, ông ta cười đau khổ, hỏi tôi có muốn kiểm tra hay khám bệnh gì cho ông chăng? Tôi nói không cần. Lúc đó tôi có cảm giác ngũ tạng cùng tứ chi ông không bị bệnh nặng gì. Tôi bèn hỏi, ông mắc bệnh chi? Vợ ông kể, chồng bà trước đây bị mọc ung bướu nơi hậu môn, lúc đại tiện đau đớn vô cùng, đã đi bệnh viện cắt bỏ rồi, nhưng vết thương chẳng những không lành mà ngược lại còn thối rữa, lở loét, nên phải mổ tiếp lần hai. Vì vậy, hậu môn cũng mất đi công năng, khiến ông không thể nằm xuống, chỉ có thể quỳ mới thấy bớt đau. Bệnh này chẳng gây ảnh hưởng gì đến ăn uống, nhưng ông chẳng thể khống chế đại tiểu tiện, nó cứ tự động tuôn ra. Do vậy mà khổ hết chỗ nói. Bệnh viện Tây Y bó tay vô phương cứu chữa, nên hiện giờ ông đang trị theo Đông Y, song chữa chạy đã nhiều ngày mà không thấy hiệu quả. Cư sĩ Quả Năng là bạn đạo đi cùng tôi, bỗng lên tiếng hỏi. Trong lúc bà đang kể, thì tôi thấy trước mắt mình hiện hình dạng một cái cân rất lớn, bàn cân hai bên liên tục trồi lên hạ xuống không ngừng. Còn thấy trên hai cái bàn cân này, mỗi bên có một tiệc rượu. Vậy công việc của ông nhà liên quan đến những gì? Bà vợ đáp. Dạ, ảnh làm thẩm phán, công tác tại pháp đình. Tôi bảo, trong kịch bản phim truyền hình Tể Tướng Họ Lưu có lời thoại rằng, giữa đất trời có cán cân. Đây là cán cân công lý rất bình đẳng đối với mọi người. Bất luận làm việc gì, dù đối với người ngoài hay là quyến thuộc, thì khi tham dự xử án nhất định phải công tâm, không được lừa trên dấu dưới, biến trắng thành đen, không được làm tổn người lợi mình. Trong Phật giáo từng giảng, hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, ăn mà không tu phải mang lông đội sừng đền trả. Mấy câu này ai cũng phải luôn nhớ và hiểu rằng vô công bất thọ lộc. Nếu như đã nhận tiền của, quà lễ hoặc ăn của người thật nhiều mà chẳng làm gì cho họ, thì khiến họ mang cảm giác bị ức hiếp, dối lừa, tất nhiên lòng dấy lên căm hận. Nếu hành vi xấu này tái lặp quá nhiều,
ắt đương sự sẽ bị đại chúng căm hận nguyền rủa, và mãnh lực đó sẽ biến thành sức mạnh cực lớn, tuy vô hình nhưng gây hại không nhỏ cho người cậy thế quyền. Vô công thọ lộc, và quả báo sẽ hiển hiện qua dạng báo ứng. Nghĩa là bệnh hoạn đau khổ sẽ giáng xuống thân thể đương sự. Vì vậy mà Phật giáo giảng, làm tổn hại người chính là làm tổn hại mình. Mỗi người cần tha thiết sám hối tội nghiệp mình đã tạo ra. Nếu trước đây từng ăn nhiều thịt chúng sinh, thì phải nên phóng sinh thật nhiều. Nếu như lỡ thu nạp nhiều tài vật mà bản thân mình không xứng đáng nhận nhưng không thể trả lui, thì hãy dốc hết vào việc ấn tống kinh, sách, thiện và phóng sinh, hoặc đóng góp vào quỹ phúc thiện lợi ích cho cộng đồng. Làm vậy sẽ giúp tiêu nghiệp diệt tội. Tốt hơn hết là mỗi ngày bệnh nhân này nên tụng ít nhất một bộ kinh Địa Tạng. Cần nghiên cứu, hiểu rõ giáo lý Phật giảng mới có thể phát tâm sám hối chân chính. Nếu ông nhà muốn lành bệnh thì phải xem ông có phát tâm sám hối chí thành hay không. Người thân cũng có thể góp sức phụ tụng kinh Địa Tạng để hỗ trợ ông sớm hồi phục. Nhưng phải lưu ý, bắt buộc phải dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường mới có công đức và hiệu quả. Lúc giả từ, vợ ông hỏi: "Thưa, ở đâu có kinh Địa Tạng ạ?" Ngô cư sĩ nói ngày mai ông sẽ đem đến. Quả năng bổ sung thêm: "Hiện tại cần niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm ra tiếng. Nếu mệt thì có thể niệm thầm, sẽ giúp giảm bớt thống khổ." Tôi dặn dò: "Sau khi kinh Địa Tạng mang tới rồi thì mỗi ngày chịu khó tụng, sức có thể tụng mấy bộ thì ráng tụng bấy nhiêu, lúc rảnh thì niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đều tốt cả. Hiện nay có rất nhiều người đang phạm lỗi, làm tổn người lợi mình, rất ưa rút công bồi tư và hoàn toàn quên mất lời cổ huấn, làm nhiều việc bất nghĩa là tự hại mình thê thảm. Câu chuyện này xin cảnh báo những ai đang làm các việc liên quan đến pháp đình phải hết sức cẩn thận và nên khắc ghi vào lòng câu: chấp pháp công minh, quyết không lợi dụng chức quyền để tham nhũng, hối lộ, ăn hiếp, trấn lột, đoạt lừa của người. Bạn thấy ác báo của ngài thẩm phán này chăng? Khi cái miệng ở trên vừa thu nạp cho vào toàn cao lương sơn hào hải vị, thì cái miệng ở dưới do công năng bị hư, không thể kiềm chế, nên cứ tự nhiên phun bắn ra ngoài toàn những thứ phẫn uế, quyết tanh. Cho dù người bệnh chưa chết, nhưng sống mà bị như thế cũng giống như đã nếm cảnh địa ngục rồi. Nếu muốn chuyển hóa ác báo này, đương sự bắt buộc phải thành tâm sám hối. Nguyện từ đây đoạn ác tu thiện, phải hết sức chân thành, thực lòng ăn năn tu sửa. Nếu làm được như vậy thì không những giúp mình tiêu trừ ác bệnh, lìa khổ được vui, mà tương lai còn có thể dùng chuyện xảy ra cho bản thân mình để thuyết pháp làm gương, cảnh tỉnh người, rộng tạo công đức lớn. Chớ gieo nhân xấu khổ không lường, dinh qua phú quý tựa khói sương, đêm qua còn đủ ngàn thứ tốt, sáng nay thọ tội quỳ trên giường. Tham của tâm tà hành sai luật, biến thành phẫn uế nơi rải dương. Nếu không hối lỗi siêng niệm Phật, bệnh khổ hành quỳ đến ly trần. Mạng sống vô thường xin tinh tấn, dứt ác tạo lành phúc thọ khương. Người giàu cũng khổ. Phần lớn trong chúng ta ai cũng mong muốn được giàu có. Đôi khi chúng ta bỏ cả nửa cuộc đời hoặc nhiều hơn thế nữa để có thể trở nên giàu có. Sự đầy đủ về vật chất quả thực mang lại cho ta rất nhiều sự thoải mái trong cuộc sống, và cũng bớt đi những nỗi lo toan chuyện cơm áo hàng ngày. Nhưng nhìn sâu vào vấn đề, người giàu nói chung
cũng vẫn có những khó khăn nhất định trong cuộc sống, nhất là khi ta xét từ góc độ đi tìm một cuộc sống hạnh phúc. Phần lớn người giàu, nếu không nói là tất cả, đều đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở nên giàu có. Và dù họ có thành công đến mức độ nào đi nữa, để có được và củng cố vị trí của mình trong xã hội, quả thực với họ cũng không dễ dàng gì. Vấn đề đối với hầu hết những người giàu là sự khan hiếm thời gian dành cho bản thân và gia đình. Suốt một quá trình nỗ lực lâu dài đã tạo cho họ thói quen làm việc căng thẳng, tích cực, và rất ít người cho rằng điều đó có gì cần phải thay đổi. Kèm theo đó, người giàu có nhiều cơ hội để làm việc. Phần lớn họ là những người làm việc độc lập, có đủ vốn liếng để phát triển công việc không giới hạn. Hoặc nếu họ đi làm cho người khác thì cũng là những cương vị tốt, có thu nhập cao, và do đó đòi hỏi trách nhiệm cũng nặng nề. Những điều ấy dẫn đến một thực tế là người giàu thường có quá nhiều cơ hội tốt để dành thời gian cho công việc. Điều đó mang lại cho họ thu nhập ngày càng lớn hơn, nhưng cũng thu hẹp thời gian họ dành cho bản thân và gia đình ngày càng hiếm hoi hơn. Ngược lại, những người ở tầng lớp trung lưu hoặc nghèo khó thường có những giới hạn nhất định trong công việc. Họ thường làm việc theo mức độ trung bình với số giờ lao động thông thường và một mức thu nhập khiêm tốn. Dù họ có muốn làm việc nhiều hơn nữa, cũng ít khi có đủ may mắn để tìm được việc làm thêm thuận tiện. Và như vậy, cách duy nhất để họ tồn tại là phải biết gói gọn cuộc sống theo với mức thu nhập thực tế của mình. Tuy vậy, họ luôn có thời gian dành cho chính mình và cho những người thân trong gia đình. Xuất phát từ thực tế này, trong những gia đình giàu có, việc quan tâm lo lắng cho con cái thường là đồng nghĩa với việc đáp ứng những nhu cầu vật chất. Con cái được sống sung túc, học hành đầy đủ và không phải thiếu thốn gì. Tuy nhiên, thường thì cha mẹ có ít thời gian dành ra để trực tiếp chăm sóc con cái. Điều này khiến cho con cái lớn lên trong sự thiếu thốn phần lớn tình cảm, bởi vì nhu cầu tình cảm của chúng là cần được sự gần gũi, chăm sóc bởi chính bàn tay cha mẹ, không chỉ là được đáp ứng đầy đủ về vật chất. Ngay cả trong quan hệ giữa vợ chồng với nhau cũng vậy. Khuynh hướng chung là trong những gia đình giàu có, người ta luôn quá bận rộn để có thể dành thời gian thỏa đáng cho nhau. Và thật không may là điều này không sao có thể bù đắp lại bằng tiền bạc, vật chất. Nếu bản thân bạn là một người giàu có và tránh được tình huống rất thường gặp này, bạn có thể tự hào về điều đó. Mặt khác, có một tâm lý chung là người ta thường gần gũi quan tâm đến nhau nhiều hơn trong những hoàn cảnh thiếu thốn. Vợ chồng con cái trong những gia đình nghèo thường có tình cảm gắn bó rất sâu đậm với nhau. Họ cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn của gia đình. Họ biết là những người chung quanh lúc nào cũng cần đến sự quan tâm chia sẻ của họ. Sự thiếu thốn vật chất chung của cả gia đình khiến cho họ có những nhu cầu thiết yếu giống như nhau và dễ cảm thông nhau. Ngược lại, trong những gia đình giàu có, người ta không có gì thiếu thốn mà thường chỉ chạy theo những ham muốn riêng tư của mỗi người. Vì nhu cầu không giống nhau nên họ cũng ít gần gũi nhau. Tất nhiên chúng ta chỉ đang nói đến cái chung chung, không đề cập đến từng trường hợp cụ thể. Nếu người giàu tự ý thức được những điều này, họ có thể có sự điều chỉnh thích đáng để tạo một không khí gia đình ấm cúng hơn. Trong đó, các thành viên đều quan tâm và dành thời gian thỏa đáng cho nhau. Điều chắc chắn là như thế ta sẽ bớt giàu hơn đôi chút, nhưng môi trường tình cảm sẽ tốt đẹp hơn và gia đình vì thế được hạnh phúc hơn. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói là một trong những yếu tố chi phối phần lớn cuộc sống của chúng ta. Khi tiếp xúc với ai lần đầu tiên, phong cách nói năng của người ấy có thể để lại trong ta một ấn tượng tốt hay xấu. Nhiều người cho rằng việc nói năng dịu ngọt là biểu hiện của sự không trung thực, và họ thích giao tiếp với những người có lối nói thẳng thừng, bộc trực hơn.
định kiến này không có gì để đảm bảo là đúng cả. Bản chất trung thực hay gian trá của một người không quan hệ đến việc người ấy nói năng dịu dàng hay thô thiển. Tuy nhiên, tôi có thể nói chắc điều này: không ai trong chúng ta lại không thích nghe những lời êm ái hòa nhã hơn là những lời đốt chát thô lỗ. Tục ngữ ta đã có câu: lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cũng là nói lên ý này. Nói năng dịu ngọt, chọn lựa từ ngữ, không có nghĩa là nói lời gian dối, không đúng sự thật. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lựa lời mà nói có nghĩa là vẫn cùng một ý tưởng, một quan điểm, nhưng được cố gắng diễn đạt, trình bày theo cách êm ái hòa nhã nhất. Phong cách nói năng là một lợi thế không tốn kém, nhưng thường có thể mang lại cho ta những kết quả tốt đẹp không ngờ. Tuy nhiên, trước hết ta hãy thử xét qua trường hợp của những người nói năng không lựa lời. Khi chúng ta nói năng theo cách nặng nề thô lỗ, không những người nghe cảm thấy bị xúc phạm, mà chính bản thân chúng ta cũng có rất nhiều điều bất lợi. Trước hết, tâm trạng của ta trở nên nóng nảy, bực dọc theo với ngôn ngữ mà ta dùng. Điều này làm cho ta mất đi một phần sự suy xét, phán đoán sáng suốt. Thêm vào đó, cách nói năng nặng nề sẽ tập nhiễm thành một thói quen, và nó gieo cấy vào tâm hồn ta những hạt giống nóng nảy, bực dọc, làm cho tính tình ta dần dần thay đổi theo hướng xấu đi. Đối với người nghe, thật không dễ chịu chút nào khi phải chịu đựng những lời nặng nề, thô lỗ. Điều này có thể làm thay đổi cách nhìn nhận vấn đề theo hướng xấu hơn. Ngược lại, khi ta chú ý lựa chọn cách nói năng hòa nhã, trước hết ta giữ được sự thanh thản sáng suốt của chính mình. Thói quen nói năng hòa nhã là một trong những phương thức hữu hiệu để tu dưỡng tính tình. Như vậy, chúng ta vừa tránh làm thương tổn người khác, mà đồng thời cũng có lợi cho chính bản thân mình. Khi vấn đề được trình bày theo cách ôn hòa, người nghe sẽ dễ chấp nhận hơn, vì điều đó tỏ ra là họ đang được tôn trọng. Ngay cả khi có sự bất đồng, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được một phản ứng êm dịu hơn. Nói năng hòa nhã cũng là cách rất tốt để ta luôn tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Khi ta nói, ta biết mình đang muốn nói gì và nên nói ra như thế nào. Bằng cách đó, chúng ta ý thức đầy đủ về bối cảnh giao tiếp hiện tại mà không bị chi phối bởi bất cứ định kiến hay sự lơ đễnh nào. Nói năng theo cách nặng nề thô lỗ thường là do thói quen tập nhiễm lâu ngày. Nói năng hòa nhã cũng là một thói quen ngược lại mà ta hoàn toàn có thể tạo ra được. Để có được hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta không thể không quan tâm đến việc lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sống đơn giản. Sống đơn giản là một trong những phương thức giúp bạn có được hạnh phúc trong cuộc sống mà không đòi hỏi phải tốn kém nhiều. Nhưng ngược lại, nó đòi hỏi một sự hiểu biết và quyết tâm kiên trì thực hiện. Bởi vì thay đổi cách sống là một trong những điều khó làm nhất đối với hầu hết chúng ta. Sống đơn giản hoàn toàn không có nghĩa là gạt bỏ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Chỉ có điều là chúng ta thường có quá nhiều nhu cầu để đòi hỏi, đến nỗi ta khó lòng phân biệt được đâu là những nhu cầu tối thiểu và thiết yếu cho cuộc sống. Hơn thế nữa, chúng ta thường xác định những gì mình cần dựa vào nhận thức của những người chung quanh thay vì là theo phán đoán của chính mình. Đây là một điều nghe có vẻ như vô lý, nhưng tiếc thay, đó lại là sự thật đối với rất nhiều người. Nếu bạn là ngoại lệ, đó là một điều rất tốt cho chính bản thân bạn. Nếu chúng ta không quay nhìn lại để tự giới hạn những mong muốn của mình, những mong muốn ấy sẽ không bao giờ tự nó có giới hạn. Vấn đề ở đây là bạn phải giới hạn những nhu cầu của mình ở mức độ nào. Điều đó có thể là khác nhau ở mỗi người. Với tôi, một máy điện toán cá nhân là vô cùng thiết yếu, nhưng với một người khác có thể đó là sự xa xỉ. Bạn cần phải tự xác định những nhu cầu nào là thiết yếu đối với chính mình, chứ không phải là ai khác. Có một nguyên tắc tương đối đơn giản để bạn làm được điều đó.
Khi việc loại bỏ một nhu cầu làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn là theo đuổi và đạt được nó, bạn có thể yên tâm gạt bỏ nó ra khỏi danh sách phấn đấu của mình. Chẳng hạn như, bạn nghĩ rằng mình cần gắn một máy điều hòa không khí trong nhà vì có những ngày nóng bức bạn cảm thấy dường như không sao chịu nổi. Tất nhiên, điều trước tiên là bạn phải ước tính ngân sách cho việc này. Thêm vào đó, bạn cũng phải tính đến hóa đơn tiền điện tăng vọt hàng tháng do việc sử dụng máy điều hòa không khí. Nếu thu nhập của bạn là vào mức trung bình hoặc không cao lắm, những điều này hẳn sẽ tạo ra một áp lực khá căng thẳng lên sự cân đối thu chi của bạn. Ngược lại, về phía bên kia của vấn đề là sự thoải mái có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều này lại tùy thuộc vào thời gian bạn có mặt ở nhà và cũng dùng đến máy, kèm theo với mức độ nóng gắt của thời tiết đã tác động đến bạn như thế nào. Bây giờ, bạn thử nghĩ đến việc loại bỏ kế hoạch gắn máy điều hòa không khí. Nếu sự dễ chịu mang lại do quyết định này, vì loại trừ được sự căng thẳng về tài chính, có thể lớn hơn là sự dễ chịu mà bạn có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều đó có nghĩa là bạn có thể yên tâm gạt bỏ nhu cầu này. Bạn có thể xem xét vấn đề một cách tương tự trước khi mua sắm thêm đồ đạc trong nhà, quyết định một kỳ nghỉ ở xa hay tu sửa nhà cửa vào dịp năm mới. Mỗi một vấn đề đều có thể là thiết yếu hoặc không thiết yếu. Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và khả năng tài chính của chính bạn. Chỉ cần chúng ta đặt thành vấn đề quan tâm xem xét, có rất nhiều trong số những chi tiêu thông thường của chúng ta có thể được cắt giảm mà không mang lại bất cứ một sự thay đổi khó chịu nào cho cuộc sống. Và điều đó cũng có nghĩa là ta sẽ được dễ chịu hơn do sự giảm nhẹ áp lực tài chính. Thường thì chúng ta không chọn lối sống đơn giản chỉ vì những người quanh ta không chọn sống như thế. Một áo sơ mi tuy cũ nhưng có thể vẫn còn dùng rất tốt sẽ bị thay thế không phải vì chủ nhân của nó thực sự muốn thay thế, mà chỉ vì chung quanh anh ta, mọi người đều đã mặc những chiếc áo mới theo một thời trang mới. Chúng ta cần thay đổi quan niệm ấy. Chúng ta cần điều gì? Đó là cho chính bản thân ta, gia đình ta. Không cần thiết lúc nào cũng phải quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về điều đó, bởi vì người khác hoàn toàn không hề chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chúng ta. Không chỉ là vấn đề tài chính, khi bạn chọn một lối sống đơn giản hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân và cho gia đình hoặc những người thân yêu khác. Chính thời gian ấy là vốn quý mà bạn phải cần đến để tạo dựng đời sống hạnh phúc. Bạn sẽ không phải tất bật ngày đêm quay cuồng trong công việc để có đủ thu nhập đáp ứng cho những nhu cầu vượt mức của mình. Giáo dục cho con cái trong gia đình nếp sống đơn giản cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ là việc tiết kiệm đôi chút tiền bạc, tạo ra cho con cái một hướng suy nghĩ đúng đắn về nếp sống đơn giản, đó là tạo dựng nền tảng hạnh phúc cho cuộc sống của chúng sau này. Bạn cần giáo dục điều đó bằng hành động cụ thể, không chỉ bằng lời nói. Bạn không nên cho phép con cái dứt bỏ những món đồ dùng cũ chỉ vì đua đòi theo bạn bè. Tôi biết có rất nhiều người vì thương con đã đáp ứng đầy đủ ngay cả những yêu cầu vật chất gần như vô lý. Điều đó không có lợi chút nào cho cuộc sống của chúng trong tương lai. Khi bạn chọn nếp sống đơn giản, bạn cũng bày tỏ sự cảm thông với những người khác còn nhiều khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống, và đồng thời bạn cũng dễ có được niềm vui chia sẻ vật chất cùng với họ. Sống đơn giản không phải là một ý tưởng phức tạp khó hiểu, nhưng thực sự là một việc rất khó làm. Bạn cần phải kiên nhẫn trong việc thay đổi dần những nếp suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên, nếu bạn có đủ quyết tâm để thực hiện, bạn sẽ được bù đắp xứng đáng bằng những niềm vui mà cuộc sống đua đòi bon chen không thể nào mang đến cho bạn được. Và đó chính là nền tảng cơ bản cho một cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Lời nói và việc làm. Có câu tục ngữ rằng, nói dễ hơn làm. Chính vì vậy mà chúng ta thường nói nhiều hơn những việc mình làm. Điều này có vẻ như chẳng có gì quan trọng cho lắm. Hơn nữa, nếu ai ai cũng đều có thói quen như thế,
thì việc gì phải quan tâm kia chứ? Tuy nhiên, nếu bạn thật sự muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn rất cần phải quan tâm suy nghĩ về việc này. Lời nói là một biểu hiện của tinh thần. Trong lòng ta thế nào thì lời nói bộc lộ ra thế ấy. Ngược lại, khi được thể hiện ra rồi, lời nói lại gieo cấy những hạt giống tốt hoặc xấu vào tâm hồn chúng ta. Vì thế, muốn tâm hồn chân thực thì lời nói tất nhiên cũng phải chân thực. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi có những tác hại sâu xa mà chúng ta không thể không quan tâm sửa đổi. Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với nhau về tác hại của những lời nói dối. Hiển nhiên là nó đánh mất đi giá trị tự thân của người nói, khiến cho mọi người không còn tin cậy vào anh ta được nữa, ngay cả khi anh ta đã từ bỏ việc nói dối. Vì thế, những gì người nói dối đánh mất đi là nhiều hơn những gì họ đạt được. Nhưng không phải ai cũng có thể thấy được tác hại của những lời đùa cợt hoặc khoe khoang, khoác lác, bởi vì chúng có vẻ như chẳng hại gì đến ai cả. Trong thực tế, những lời đùa cợt không thật hay những lời khoe khoang vượt quá sự thật chính là tiền thân của những lời nói dối. Rất nhiều người trong chúng ta đã biết qua cảm giác ngượng ngập lúng túng khi lần đầu tiên nói dối. Người nói đang đứng trước ranh giới giữa sự chân thật và dối trá, và cảm giác này giống như một phản ứng tự nhiên của bản thân để cố ngăn không cho ta rơi vào sự dối trá. Thường thì người nghe rất dễ nhận ra vẻ lúng túng ấy để biết là mình đang bị nói dối. Tuy nhiên, nếu chúng ta lặp lại việc nói dối nhiều lần, chúng ta không còn cảm giác lúng túng ngượng ngập như lần đầu. Và chính những lời đùa cợt hay khoe khoang cũng có tác dụng xói mòn, làm mất đi cảm giác ngượng ngập lúng túng đã ngăn cản không cho ta nói dối. Nếu bạn thường xuyên đùa cợt khoe khoang quá trớn, bạn sẽ rất dễ dàng chuyển sang nói dối mà không có chút gì ngần ngại. Mặt khác, bản thân người nói không phải bao giờ cũng ý thức rõ được mình đang nói những lời không thật. Nếu ta nhận được sự thán phục hoặc tán đồng từ người khác, dần dần ta sẽ có cảm giác như mình đang nói thật. Nhưng thật ra ta đang lừa dối chính bản thân mình. Và điều này về lâu dài sẽ khiến cho ta mất khả năng phân biệt rạch ròi giữa sự chân thật và dối trá. Một khuynh hướng rất thông thường là chúng ta luôn nói nhiều hơn mức cần thiết. Một trong những lý do dẫn đến điều này cũng là vì nói dễ hơn làm. Đôi khi chúng ta tập thành thói quen nói rất nhiều mà không quan tâm đúng mức đến những gì mình nói ra. Sự lạm phát lời nói này luôn được những người chung quanh ta cảm nhận được và phản ứng lại bằng cách đánh giá thấp lời nói của ta. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần ta bớt nói đi, lời nói của ta sẽ tự nhiên có giá trị cao hơn. Nhưng vấn đề cũng không đơn giản chỉ có thế. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi còn làm ta đánh mất đi năng lực suy nghĩ chín chắn đối với từng vấn đề, thay vì tập trung sự chú ý sáng suốt để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ta dễ dàng hài lòng với bất cứ phát biểu nào vừa chợt nghĩ ra được. Biết hạn chế lời nói một cách thích hợp, chúng ta còn tiết giảm được một năng lượng đáng kể cần thiết cho cơ thể. Cũng có thể bạn có phần nào hoài nghi về việc nói nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng đó là sự thật. Người xưa cũng đã nhận biết được điều này nên có nói: khẩu khai thần khí tán, miệng mở ra là thần khí phải hao tổn. Tất nhiên, nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta phải trở nên lầm lì ít nói. Có điều là chỉ nên nói những gì ta thấy cần thiết mà thôi. Khi chúng ta biết quan tâm hạn chế những lời nói không cần thiết, chúng ta sẽ tiến dần đến chỗ làm được tất cả những gì mình nói. Để cho lời nói đi đôi với việc làm không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu ta chỉ nói ra những điều đã cân nhắc thận trọng, thì điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Khi nói ra với sự ý thức đầy đủ là mình sẽ thực hiện lời nói đó, chính là chúng ta đã biết sống tỉnh thức trong hiện tại mà không buông bỏ những giây phút sống của mình vào sự lơ đễnh lãng quên. Việc giữ cho lời nói đi đôi với việc làm sẽ hoàn thiện nhân cách của bạn rất đáng kể. Và điều này có thể dễ dàng nhận ra được qua cung cách mà những người chung quanh sẽ đáp lại đối với bạn. Bạn sẽ không còn mấy khi phải nghe người khác than phiền về chuyện
nói dễ hơn làm. Hạnh phúc là điều có thực. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng dài trên con đường hướng đến hạnh phúc chân thực. Tôi không biết chắc là bạn có hoàn toàn đồng ý với những gì đã được trình bày hay không. Nhưng chỉ hy vọng một điều là bạn nhận ra quan điểm về hạnh phúc chân thực nêu lên trong cuốn sách này. Hạnh phúc chân thực là sự yên vui thanh thản mà mỗi chúng ta có thể đạt đến bất chấp những khó khăn hay nghịch cảnh. Bởi vì có quá nhiều những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống này, nên chúng ta không thể để cho chúng ngăn chặn hoặc cướp mất đi niềm vui sống của ta. Bằng không, ta sẽ chẳng bao giờ được yên vui cả. Như vậy, hạnh phúc chân thực không thể phụ thuộc vào những gì chúng ta có được, mà nó hoàn toàn đạt đến bằng vào cách sống của chúng ta. Có thể chúng ta còn nghèo khó hoặc rất giàu sang, hoặc gặp nhiều may mắn hoặc có lắm rủi ro, nhưng nếu chúng ta có một nhận thức đúng về cuộc sống và biết sống hết lòng, chúng ta đều có thể đạt đến cuộc sống yên vui hạnh phúc ngay trong hoàn cảnh của chính mình. Một khi bạn buông bỏ những quan điểm sai lầm, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được rằng hạnh phúc là điều có thực ở ngay trong tầm tay của chúng ta. Ngay tại đây và trong giây phút này, trong từng hơi thở biểu hiện sự tồn tại của ta trong cuộc sống nhiệm màu này. Mong sao những gì bạn đọc được trong cuốn sách này sẽ không góp thêm phần vào gánh nặng tri thức của bản thân, bởi người viết không hề có dụng ý đó. Những điều được viết ra ở đây hoàn toàn nhằm vào mục đích thực hành. Và tôi tin chắc là bạn chỉ có thể thực sự cảm nhận được hết khi áp dụng chúng vào cuộc sống. Chúng ta gắn bó với cuộc sống này thông qua từng hơi thở. Đôi khi chúng ta không thực sự tiếp xúc được với cuộc sống bởi vì chúng ta thường lãng quên, không chú ý đến hơi thở của chính mình. Không biết có hơi thở tức là không biết có cuộc sống. Cuộc sống sẽ không là gì cả nếu không là hiện tại mà ta đang cảm nhận. Vì vậy, chúng ta không thể tiếp xúc với cuộc sống nếu chúng ta lãng quên hơi thở trong hiện tại. Có thể bạn hoài nghi điều đó, nhưng bạn không thể không nhận ra điều này. Khi không tỉnh thức trong hiện tại, bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút về với quá khứ hoặc tương lai. Và thật đáng buồn là chẳng bao giờ có thể có được hạnh phúc trong quá khứ hoặc tương lai. Vì vậy, trước khi chia tay, tôi mời bạn hãy cùng tôi thử đến với cuộc sống qua chừng vài mươi hơi thở, hoặc có thể nhiều hơn nữa nếu sau đó bạn cảm thấy có sự thích thú. Trước tiên, xin mời bạn hãy mỉm cười. Bạn không cần phải nêu ra một lý do nào đó cho việc mỉm cười, chỉ một việc bạn đang tồn tại và đang đến cùng cuộc sống, như thế là đã quá đủ để mỉm cười. Bây giờ, mời bạn hãy ngồi xuống thật thoải mái. Bạn đang ở trong phòng khách ư? Cũng tốt. Bạn đang đi dạo ngoài vườn ư? Càng tốt hơn. Bạn cũng có thể là đang ở bất cứ đâu, thậm chí bạn đang đọc những dòng này trên xe buýt, không hề gì. Chỉ cần bạn hãy chuẩn bị cho mình một tư thế thật thoải mái trong điều kiện hiện có. Và giờ thì xin bạn hãy buông bỏ đi bao nhiêu băn khoăn lo lắng của những ngày qua, toan tính dự định của hôm nay. Dành trọn vẹn tâm trí cho giây phút hiện tại này, bạn bắt đầu thở vào. Khi hơi thở khoan thai đi vào, bạn không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ biết là bạn đang thở vào. Khi thở ra, bạn cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ biết là bạn đang thở ra. Thở vào, thở ra, bạn luôn tỉnh táo nhận biết trong từng hơi thở và không để cho bất cứ suy nghĩ nào khác xen vào quấy rối. Hơi thở này là cuộc sống. Tôi đang tiếp xúc cùng cuộc sống và tôi không cần biết đến chuyện gì khác nữa. Cách chú tâm vào hơi thở như thế này có thể giúp bạn lắng động tâm trí, trở nên yên tĩnh sáng suốt trong một trạng thái không bị xáo động bởi bất cứ chuyện gì. Bạn có thể thực hành thở lâu hoặc mau, hoặc vào bất cứ lúc nào thuận tiện trong ngày. Nhưng tốt nhất, bạn nên dành một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày để thực tập. Bạn cũng có thể áp dụng nó như một phương thuốc an thần hữu hiệu mỗi khi bạn gặp những xáo trộn trong cuộc sống, hay lúc tâm trí căng thẳng nhiều lo nghĩ.
Vấn đề ở đây là bạn không phải làm gì khác ngoài việc ngồi yên và chú tâm vào hơi thở. Chỉ cần như thế, bạn sẽ quay trở về tiếp xúc với cuộc sống này và bạn sẽ nhận ra chẳng có gì là có thể quan trọng hơn điều đó cả. Bạn không cần mong cầu đạt đến những kinh nghiệm tâm linh sâu xa như các vị thiền sư, mặc dù điều đó là hoàn toàn có thể đạt được. Tôi chỉ mong bạn cố gắng thực hành nếp sống tỉnh thức này đủ để một lúc nào đó không xa lắm sẽ có thể vui vẻ nói cùng tôi: "Vâng, hạnh phúc là điều có thực." Đối diện khổ đau. Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc chân thật trong cuộc sống, chúng ta buộc phải chấp nhận một sự thật là cuộc sống đầy dẫy những khổ đau. Chúng ta không thể tránh né, càng không thể loại trừ được hết những khổ đau trong cuộc sống. Chúng ta cần phải biết cách đối diện, nhận thức và chuyển hóa chúng. Cuộc sống đầy dẫy những khổ đau. Cho dù ta có là người may mắn nhất trong nhân loại, ta cũng không thể tránh khỏi những nỗi khổ nhất định. Sự hiện hữu của những khổ đau đã bắt đầu ngay từ lúc chúng ta mở mắt chào đời. Chúng ta sợ phải chết, nhưng tất cả chúng ta đều phải chết. Chúng ta yêu thích tuổi thanh xuân tươi đẹp tràn đầy sức sống, nhưng tất cả chúng ta đều bất lực nhìn tuổi già đến dần. Chúng ta cố tránh né bệnh tật, nhưng rồi tất cả chúng ta đều cũng không tránh khỏi. Chúng ta mong muốn được sống bên cạnh những người mình thương yêu, nhưng rồi bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn phải chia tay với từng người trong số họ. Với phần lớn trong chúng ta thì sự thiếu thốn vật chất ở một mức độ nào đó cũng luôn là nỗi khổ. Chúng ta quay cuồng, vật lộn với cuộc sống và rất hiếm khi chúng ta tự thấy mình đã có đủ những thứ mình cần. Còn có thể kể ra rất nhiều khổ đau mà chúng ta phải thường xuyên đón nhận trong cuộc sống. Chính vì vậy, có người đã phải thốt lên rằng hạnh phúc là sự tạm dừng của những đau khổ. Nhưng điều này không thật sự chính xác, vì nếu như thế thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta có được hạnh phúc. Vì chẳng hề có một phút giây nào mà đau khổ trong cuộc sống này có thể tạm dừng. Thay vì mong đợi sự tạm dừng của đau khổ để có được đôi chút hạnh phúc mong manh ngắn ngủi, chúng ta hãy đối diện và nhìn sâu vào bản chất của đau khổ. Khi hiểu rõ được bản chất của chúng, ta sẽ có thể chấp nhận và chuyển hóa. Chỉ khi đó chúng ta mới có được hạnh phúc thật sự. Hầu hết những khổ đau của chúng ta đều xuất phát từ sự mong cầu đi ngược lại tự nhiên. Chúng ta mong muốn điều gì đó, và bất kể là những mong muốn ấy có hợp lý hay không, hay nói đúng hơn, chúng ta không chịu nhìn sâu vào bản chất của sự vật để có thể thấy được sự vô lý của chính mình. Một cô gái đau khổ vì yêu thương một chàng trai nhưng không được đáp lại. Chàng trai kia không có lỗi gì cả. Chàng hoàn toàn có quyền lựa chọn người mình yêu thương. Nhưng cô gái đang yêu không có đủ sáng suốt để nhận ra điều đó. Cô đau khổ vì sự sai lầm trong nhận thức của chính mình. Nỗi đau khổ của cô chỉ có thể chấm dứt khi nào cô đối diện được với nó và nhận ra nguyên nhân thật sự, như bao nhiêu người khác đều có thể nhận ra. Vào một buổi chiều đẹp trời, chúng ta dạo chơi trong một công viên nào đó, ta có thể thấy những cơn gió thoảng qua và có những chiếc lá vàng rơi rụng xuống. Chiếc lá đã sống trọn một cuộc đời rất đẹp. Từng phút giây tồn tại, nó đã cống hiến trọn vẹn cho sự chuyển hóa dòng nhựa nguyên thành nhựa luyện để nuôi cây. Lá sinh ra từ cây, nhưng trong một ý nghĩa khác, vì lá đã nuôi sống cây nên lá cũng là mẹ của cây. Hết một đời mình, lá rơi rụng về với lòng đất, lại tiếp tục chuyển hóa thành phân mục để nuôi cây. Ngày mai, có thể lá lại được sinh ra thành một chồi non mới. Trong bức tranh sinh động này, chúng ta có thể thấy rõ quy luật của đời sống. Mỗi người chúng ta là một chiếc lá trên thân cây cuộc đời. Ta không thể tồn tại mãi mãi, nhưng ta có thể sống thật trọn vẹn đời sống của mình. Ta sinh ra từ cuộc sống, nhưng ta sống có ích cho cuộc sống, và trong ý nghĩa đó, ta cũng góp phần tạo ra cuộc sống. Thế nhưng,
hầu hết chúng ta không hài lòng với việc trở về lòng đất như chiếc lá kia. Ta đau khổ vì ta không nhận ra và chấp nhận quy luật tự nhiên của cuộc sống. Tất cả những thực thể sống đều sinh ra và chết đi. Chiếc lá sinh ra và chết đi. Đóa hoa hồng sinh ra và chết đi. Nhưng những vật vô tri giác như một tảng đá chẳng hạn, không có sự sinh ra và chết đi theo cách như thế. Chúng chỉ được hình thành và hủy hoại theo thời gian. Chúng không có sự sống và sự chết. Chúng ta phải lấy làm hạnh phúc được sinh ra và chết đi. Vì chỉ như thế ta mới thực sự được trải qua một đời sống nhiệm màu. Nếu chúng ta hiểu rõ được vấn đề và chấp nhận sự thật về sống chết, chúng ta sẽ thấy những giây phút được sống của mình càng có giá trị hơn. Mỗi một nỗi khổ đau đều có nguyên nhân của nó. Nếu chúng ta biết suy xét để nhận ra những nguyên nhân sâu xa và đích thực, ta sẽ có thể chấp nhận và chuyển hóa nỗi khổ đau thành năng lực thúc đẩy ta nỗ lực sống tốt hơn. Cơ thể chúng ta không rắn chắc như sắt đá, nên một đôi khi ta mắc phải bệnh tật, điều ấy là tự nhiên. Hiểu được điều đó, ta càng biết quý trọng và cảm nhận niềm vui trong những lúc được sống khỏe mạnh, không bệnh tật, càng cố gắng giữ gìn sức khỏe một cách tích cực hơn, tránh xa những thức ăn uống hoặc những cuộc chơi bời có hại cho sức khỏe. Chúng ta cũng có thể nghĩ về tuổi già như một động lực để sống tốt hơn trong những ngày còn trẻ. Những thương tổn về tình cảm cũng gây cho chúng ta nhiều đau khổ nếu chúng ta không biết cách đối trị với chúng. Khi gánh chịu những sự bất công, xúc phạm hoặc khinh miệt, chúng ta thường ôm ấp những thương tổn đó như những vết thương trong tâm hồn và chúng ta đau khổ vì chúng. Nếu chúng ta biết mở rộng lòng và học được những cách ứng xử rộng lượng hơn, cảm thông hơn, chúng ta sẽ có thể hiểu và chấp nhận những sự bất công, xúc phạm hay khinh miệt ấy theo chiều hướng tốt đẹp hơn và không để chúng làm thương tổn đến tâm hồn ta. Trong hầu hết trường hợp, người ta cư xử một cách bất công hay thô bạo là xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, hoặc là thiếu hiểu biết về cách sống, hoặc là thiếu hiểu biết lẫn nhau. Nếu chúng ta đáp lại bằng sự thù hằn, căm giận, bản thân chúng ta cũng rơi vào chỗ thiếu hiểu biết. Cả hai bên đều đau khổ. Ngược lại, nếu chúng ta hiểu được và cảm thông với sự thiếu hiểu biết của người khác, ta sẽ có khuynh hướng tha thứ hơn là tức giận. Chúng ta có làm thay đổi được người khác hay không, điều đó còn tùy nơi năng lực cảm nhận của họ. Nhưng bản thân chúng ta thì chắc chắn sẽ tránh được thương tổn trong những trường hợp này. Khi chúng ta đau khổ, nếu ta biết nghĩ đến những đau khổ của người khác với sự cảm thông và chia sẻ, nỗi đau của chính bản thân ta sẽ được giảm nhẹ. Ngược lại, sự trách móc, oán giận chỉ càng làm tăng thêm nỗi đau mà thôi. Chúng ta phải chấp nhận một thực tế là cuộc đời không sao tránh khỏi những khổ đau. Nhưng trong một chừng mực nhất định, cách hiểu và nhìn nhận vấn đề của chúng ta có thể làm vơi đi đáng kể mức độ đau khổ đối diện với từng nỗi khổ đau, và tìm hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của nó có thể giúp ta có thái độ đón nhận một cách tích cực hơn. Ngay cả khi chúng ta đang hứng chịu một nỗi khổ đau nào đó, chúng ta vẫn thấy tự tin và ít bị thương tổn hơn. Thiên đàng và địa ngục. Hầu hết các tôn giáo đều có những khái niệm tương tự như là thiên đàng và địa ngục, mặc dù không hoàn toàn giống nhau. Nói một cách khái quát nhất, hai khái niệm này được đưa ra nhằm mục đích răn đe điều ác và khuyến khích điều thiện. Tôi chưa thể nói chắc với bạn là có thiên đàng hoặc địa ngục ở một cảnh giới nào khác sau khi chúng ta chết hay không, nhưng tôi có thể đoan chắc là có thiên đàng và địa ngục ngay tại đây và trong cuộc sống hiện tại này. Chỉ cần bạn tỉnh thức nhìn sâu vào mỗi giây phút sống của chính mình và thực sự cảm nhận, bạn sẽ thấy rõ được thiên đàng và địa ngục. Hơn thế nữa, nếu bạn chưa làm được điều này, có lẽ bạn chưa thể nào đạt đến một cuộc sống hạnh phúc chân thật.
Nếu bạn chưa từng thực tập một đời sống tinh thần đủ để quan sát chính mình, điều đó cũng không hề gì. Tôi mời bạn hãy cùng tôi quan sát bất kỳ một người nào đó trong cơn nóng giận điên cuồng của họ. Một điều mà chúng ta có thể bắt gặp hầu như không khó khăn lắm trong cuộc sống này. Hãy nhìn kỹ vẻ mặt của người ấy, hãy nhìn và so sánh. Bạn sẽ thấy không có cách mô tả nào hay hơn là hình dung một ngọn lửa nóng khủng khiếp đang nung đốt trong con người ấy. Chúng ta vẫn thường dùng cụm từ lửa giận hoàn toàn xuất phát từ sự liên tưởng rất dễ nhận thấy này. Nhưng không chỉ là vẻ mặt, hãy quan sát những hành vi và lắng nghe ngôn ngữ mà người ấy sử dụng. Có thể là bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu đó là một người bạn đã từng quen biết, bởi vì hành vi và ngôn ngữ của họ không có vẻ gì giống với con người bình thường mà bạn quen biết. Họ như bị thúc bách, chi phối bởi những sức mạnh kỳ lạ khiến cho họ trở nên hung bạo gần như vô lý. Và thậm chí nhiều khi còn đưa ra những lập luận mà người tỉnh táo không ai có thể chấp nhận được. Và đó cũng chỉ mới là những gì được biểu hiện ra bên ngoài. Rất tiếc là bạn không thể nhìn thấu vào nội tâm của người ấy. Nhưng lần tới đây, khi bản thân bạn rơi vào một cơn giận dữ, và nếu bạn còn có thể nhớ lại, bạn sẽ có thể tự quan sát những cảm xúc nội tâm của mình. Trong cơn nóng giận, tâm hồn ta dường như đã hoàn toàn thay đổi. Ta bị nhấn chìm trong những cảm xúc nóng nảy khó chịu. Ta không còn khả năng cảm nhận được vẻ đẹp, không còn khả năng lắng nghe người khác. Nói chung, ta không còn là chính ta nữa. Khi rơi vào một tâm trạng như thế là ta đang rơi vào địa ngục hay quả ngục. Ngọn lửa sân hận vô hình đang thiêu đốt ta mà không sao dập tắt được. Tùy theo mức độ của cơn nóng giận, ta sẽ rơi vào những tầng địa ngục khác nhau với sự nung đốt khác nhau. Không chỉ là tâm trạng nóng giận, những sự nghi ngờ, thù hận, ghen ghét, đố kỵ, mặc cảm, tội lỗi đều là những cửa ngõ đi vào địa ngục. Tâm hồn ta sẽ triền miên trong đau khổ nếu ta luôn sống trong những tâm trạng tiêu cực đó. Và thiên đàng cũng không xa lạ, mà chính là khái niệm đối kháng của địa ngục. Thật ra chỉ cần ta tránh không rơi vào bất cứ một cửa nẻo địa ngục nào, mỗi giây phút hiện tại quý giá này đều sẽ là thiên đàng trong cuộc sống. Khi chúng ta nhận thức được điều này, chúng ta sẽ thấy mục tiêu nhắm đến trong cuộc sống của mình không chỉ còn là những thành quả về vật chất. Trong thực tế, những thành quả vật chất tuy là cần thiết, nhưng phải được xem là thứ yếu so với những tiến bộ về tinh thần. Tôi đã từng được biết nhiều người có thu nhập thấp nhưng sống rất vui vẻ hạnh phúc. Ngược lại, có những người khác giàu có và thành đạt nhưng có cuộc sống rất nặng nề khổ sở. Nói như thế không có nghĩa là sự thành công về vật chất ngăn cản những tiến bộ tinh thần của bạn. Nếu có thể đạt được cả hai thì thật là lý tưởng, nhưng thường thì chúng ta rất hiếm khi được may mắn đến thế. Vì vậy, nếu phải chọn lựa một hướng phấn đấu cho cuộc sống của mình, hy vọng là bạn sẽ không chọn những nẻo đường đi vào địa ngục. Gia đình hạnh phúc. Chúng ta không thể có một cuộc sống hạnh phúc nếu ta không xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Điều này thật quá đơn giản, dễ hiểu. Bởi vì phần lớn cuộc sống của chúng ta, đa số những người bình thường là gắn bó với gia đình. Điều mà có thể đôi khi chúng ta không nghĩ đến là gia đình còn rất quan trọng đối với chúng ta, bởi vì mỗi gia đình đều có một truyền thống. Những gì bạn có được hôm nay, tôi muốn nói đến cả tinh thần lẫn vật chất, là một sự kế thừa, tất nhiên từ ông bà, cha mẹ, tổ tiên nhiều đời. Trong đó ảnh hưởng trực tiếp của cha mẹ tất nhiên là quan trọng nhất. Vì thế, chúng ta không chỉ để lại cho con cái sản nghiệp mà chúng ta tạo ra, chúng ta còn để lại cho chúng cả những hạnh phúc hay khổ đau mà đôi khi bản thân chúng cũng không nhận biết được. Nếu các bậc cha mẹ luôn hằn học, đối xử thô bạo trong gia đình, con cái của họ sẽ lớn lên trong một môi trường tiêu cực và hun đúc những sự hằn học, thô bạo ấy trong tâm hồn chúng.
chúng sẽ trở nên những người hằn học, thô bạo mà tự thân chúng đôi khi không dễ nhận ra. Rất ít người biết quan tâm đến cách đối xử với con cái để tạo một gia đình hạnh phúc. Nếu bạn là một trong số những người này, tôi xin chúc mừng bạn. Thường thì người ta chỉ quan tâm đến việc phải làm thế nào để vui lòng vợ hoặc chồng mình. Cuộc sống hòa hợp giữa vợ chồng được xem là đã quá đủ. Vai trò của con cái thường ít được chú trọng. Điều này cũng dễ hiểu. Dưới mắt các bậc cha mẹ, con cái bao giờ cũng chỉ là trẻ con, mà trẻ con suy nghĩ thế nào thì có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình kia chứ? Người ta thường cho rằng chỉ cần làm tròn trách nhiệm, quan tâm lo lắng đầy đủ cho con cái là đủ rồi. Hơn thế nữa, nếu cảm thấy việc gì là tốt đẹp cho con cái, mà sẵn sàng bắt buộc chúng phải nghe theo mà không cần quan tâm đến việc chúng có hiểu và chấp nhận hay không. Cách nghĩ như thế làm thương tổn rất nhiều cho hạnh phúc gia đình, bởi vì thật ra trẻ con vẫn có những suy nghĩ, nhận thức riêng của chúng. Chưa nói đến việc dưới mắt của nhiều bậc cha mẹ, trẻ con của họ thật ra có thể đã là những thanh niên, thiếu nữ hoặc đã vượt qua cả độ tuổi trưởng thành. Khi chúng ta cư xử theo cách áp chế con cái, chúng không thể phản kháng, hoặc đôi khi có phản kháng cũng không đi đến kết quả gì. Điều đó để lại trong tâm hồn chúng những thương tổn sâu đậm rất khó hàn gắn sau này. Thường thì bản thân chúng ta cũng có ít nhiều những thương tổn như vậy do cha mẹ ta tạo ra. Chỉ cần suy xét kỹ, ta có thể nhận ra điều ấy. Theo cách này, những ảnh hưởng tiêu cực được truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đây là một trong những nguyên nhân khiến cho ta cảm thấy một vài tính cách nào đó dường như là phổ biến trong những thành viên của cùng một gia đình. Để hiểu được con cái, chúng ta cần tạo ra sự cởi mở, thân mật trong sự tiếp xúc với chúng. Từ lâu, sự nghiêm khắc với con cái vẫn được xem là phương thức giáo dục phổ biến và mang lại hiệu quả nhất. Có lẽ điều này cần xem xét lại. Chúng ta có thể nhìn thấy kết quả của sự nghiêm khắc trong tình huống hiện tại, nhưng về lâu dài, nó làm tổn thương nặng nề đến tình cảm giữa cha mẹ và con cái. Trong số những người tôi quen biết, có nhiều người không sao xóa bỏ được những ấn tượng không tốt về cha mẹ, cho dù họ vẫn biết như thế là không phải. Vì thế, để có một gia đình hạnh phúc, ta nên xem con cái như những thành viên cần phải được quan tâm một cách thích hợp trong gia đình. Nếu con cái đã đủ lớn, chúng cần được tham gia, bàn thảo hoặc chia sẻ những vấn đề của gia đình, cho dù quyền quyết định vẫn thuộc về cha mẹ. Nếu được quan tâm giải thích, đôi khi trẻ con có thể làm chúng ta ngạc nhiên vì khả năng tiếp thu và ghi nhớ của chúng. Vì thế, khi muốn trẻ làm hoặc không làm điều gì, ta cần giải thích cho chúng hiểu hơn là bắt buộc. Có lần, tôi thấy một đứa bé đùa nghịch bằng cách nắm hai cánh bướm và giật ra. Tôi nói với em, "Này em có biết là làm như thế thì tối nay con bướm sẽ không thể bay về nhà được nữa không? Em có biết là cha mẹ bướm sẽ trông đợi lo lắng như thế nào không? Hãy nghĩ xem, nếu tối nay em không về nhà thì cha mẹ em sẽ trông đợi lo lắng đến mức nào?" Hôm sau, trong lúc trời đang đổ mưa, tôi nhìn thấy cũng em bé ấy ngồi bên dòng nước chảy cạnh hiên nhà, cẩn thận vớt mấy con ốc sên đang bị cuốn theo dòng nước. Dứt mưa, em mang mấy con ốc ra đặt nhẹ nhàng dưới một bụi cây. Khi tôi hỏi vì sao em làm như thế, em bé đáp, "Con sợ là tối nay những con ốc sên này sẽ không về nhà được với cha mẹ chúng." Thật cảm động và đáng ngạc nhiên biết bao. Trẻ con không chỉ là trẻ con, chúng là tương lai, là thế hệ nối tiếp của chúng ta. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình phải tạo ra được sự hòa hợp không chỉ giữa vợ chồng với nhau, mà là cả giữa cha mẹ với con cái nữa. Nếu bạn tạo ra những khoảng cách nhất định nào đó làm cho con cái ngần ngại không chia sẻ những khó khăn của chúng với bạn, chính là bạn đang đe dọa đến hạnh phúc của gia đình. Con cái cũng cần được giáo dục
để biết cách tham gia vào việc xây dựng hạnh phúc gia đình, vì bản thân bạn có thể cũng đã là nạn nhân của những sai lầm từ các thế hệ trước, bạn nên học biết cách cảm thông và tha thứ. Nhờ đó, bạn sẽ không lặp lại cùng những sai lầm như thế với con cái mình. Nhưng vì bạn cũng là con người, bạn vẫn có thể mắc phải một vài sai lầm khác, và bạn nên dạy cho con cái cũng biết cảm thông và tha thứ như mình. Tất cả chúng ta đều muốn có một gia đình hoàn hảo, nhưng khiếm khuyết là bản chất tự nhiên của mỗi con người, và chúng ta không vì thế mà đánh mất đi hạnh phúc của sự hòa hợp. Yêu thương và sở hữu. Có một khuynh hướng mà hầu hết chúng ta đều mắc phải. Chúng ta luôn mong muốn được sở hữu tất cả những gì mình yêu thương ưa thích. Dạo chơi ngoài vườn, gặp một bông hoa đẹp, ý nghĩ đầu tiên của ta là cắt lấy và mang về. Cho dù ta biết là làm như thế bông hoa sẽ chóng tàn úa hơn, nhưng ta vẫn muốn nó là của ta, thay vì là để nó lại trong tự nhiên bên bờ dậu. Chúng ta nuôi chim kiển, cá cảnh cũng không ngoài khuynh hướng này. Cho dù ta biết rất rõ rằng những con chim trong lồng sắt kia không còn bay nhảy một cách tự nhiên xinh đẹp như khi chúng sống giữa thiên nhiên, nhưng dù sao đi nữa, chúng là của ta. Khuynh hướng này không chỉ đúng với những vật sở hữu theo cách hiểu như đồ vật, con vật, nó còn đúng cả trong cách ta đối xử với những người mình thương yêu. Lòng ghen tuông cũng là một trong những biểu hiện của khuynh hướng của ta này. Tuy vậy, lòng yêu thương chân thật không gắn liền với ý muốn sở hữu người mình thương yêu, hay nói cách khác, chỉ khi ta trừ bỏ được ý muốn sở hữu, ta mới có thể đạt đến sự thương yêu chân thật. Lòng cha mẹ thương con là một ví dụ điển hình, không có sự tính toán được mất, hay nói đúng hơn là một thứ tình thương cho đi mà rất hiếm khi nhận lại. Lo lắng chăm sóc cho con từ thấm bé cho đến khi dựng vợ gả chồng, cha mẹ dường như mất tất cả, không nhận lại được gì. Họ chỉ mong cho con tạo lập được một gia đình hạnh phúc, không hề mong rằng đứa con ấy sẽ mãi mãi là sở hữu của riêng mình. Phần lớn tình thương mà chúng ta ban phát ra trong cuộc sống đều thuộc dạng có điều kiện. Chúng ta rất ít khi yêu thương ai theo cách chỉ đơn thuần vì đó là người ta yêu thương. Khi yêu thương như thế, ta thường không cảm nhận được hết sức mạnh, niềm vui mà tình thương mang lại. Trong một vài trường hợp, ta cũng có thể bắt gặp những tình yêu vô điều kiện. Khi người ta thật sự hết lòng yêu thương ai đó, sức mạnh của những tình yêu như thế có thể được cảm nhận qua việc người ta sẽ làm bất cứ điều gì vì người mình thương yêu. Chúng ta nên học cách yêu thương như thế, đó mới chính là lòng yêu thương chân thật. Lòng yêu thương như vậy có khả năng hàn gắn mọi khổ đau và mang lại cho ta niềm vui sống bất tận. Khi không có được lòng yêu thương chân thật, đôi khi chúng ta làm rất nhiều việc tốt, nhưng chúng mang lại cho ta những niềm vui hạn chế. Như khi ta tham gia cứu trợ chẳng hạn, nếu xuất phát từ lòng thương yêu chân thật, muốn chia sẻ khó khăn cùng đồng loại, ta sẽ không cần quan tâm đến việc tên tuổi mình có được ghi nhận và công bố hay không, hoặc công bố theo hình thức như thế nào. Nhiều người không làm được như vậy nên niềm vui mang lại từ việc làm của họ bị hạn chế. Khi yêu thương chân thật, ta cũng dễ dàng tha thứ và cảm thông hơn, bởi ta không đòi hỏi người ta yêu thương phải đáp trả như thế nào. Điều đó giúp cho tâm hồn ta thanh thản và thật sự có được hạnh phúc yêu thương. Khi chúng ta tự quan sát chính mình theo cách hiểu về lòng yêu thương chân thật như thế này, chúng ta dễ dàng tự biết là mình đã đạt được lòng yêu thương chân thật hay chưa. Có thể là chúng ta thấy phần nào xa lạ với cách hiểu này trong những lần thực tập đầu tiên, nhưng khi đã quen thuộc, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng nó hoàn toàn khác xa với kiểu tình thương chiếm hữu của chúng ta trước đây. Nó mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc chân thật. Người giàu cũng khổ. Phần lớn trong chúng ta, ai cũng mong muốn được giàu có. Đôi khi, chúng ta bỏ cả nửa cuộc đời hoặc nhiều hơn thế nữa
để có thể trở nên giàu có. Sự đầy đủ về vật chất quả thực mang lại cho ta rất nhiều sự thoải mái trong cuộc sống và cũng bớt đi những nỗi lo toan chuyện cơm áo hàng ngày. Nhưng nhìn sâu vào vấn đề, người giàu nói chung cũng vẫn có những khó khăn nhất định trong cuộc sống, nhất là khi ta xét từ góc độ đi tìm một cuộc sống hạnh phúc. Phần lớn người giàu, nếu không nói là tất cả, đều đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở nên giàu có. Và dù họ có thành công đến mức độ nào đi nữa, để có được và củng cố vị trí của mình trong xã hội, quả thực với họ cũng không dễ dàng gì. Vấn đề đối với hầu hết những người giàu là sự khan hiếm thời gian dành cho bản thân và gia đình. Suốt một quá trình nỗ lực lâu dài đã tạo cho họ thói quen làm việc căng thẳng, tích cực, và rất ít người cho rằng điều đó có gì cần phải thay đổi. Kèm theo đó, người giàu có nhiều cơ hội để làm việc. Phần lớn họ là những người làm việc độc lập, có đủ vốn liếng để phát triển công việc không giới hạn, hoặc nếu họ đi làm cho người khác thì cũng là những cương vị tốt, có thu nhập cao, và do đó đòi hỏi trách nhiệm cũng nặng nề. Những điều ấy dẫn đến một thực tế là người giàu thường có quá nhiều cơ hội tốt để dành thời gian cho công việc. Điều đó mang lại cho họ thu nhập ngày càng lớn hơn, nhưng cũng thu hẹp thời gian họ dành cho bản thân và gia đình ngày càng hiếm hoi hơn. Ngược lại, những người ở tầng lớp trung lưu hoặc nghèo khó thường có những giới hạn nhất định trong công việc. Họ thường làm việc theo mức độ trung bình với số giờ lao động thông thường và một mức thu nhập khiêm tốn. Dù họ có muốn làm việc nhiều hơn nữa, cũng ít khi có đủ may mắn để tìm được việc làm thêm thuận tiện. Và như vậy, cách duy nhất để họ tồn tại là phải biết gói gọn cuộc sống theo với mức thu nhập thực tế của mình. Tuy vậy, họ luôn có thời gian dành cho chính mình và cho những người thân trong gia đình. Xuất phát từ thực tế này, trong những gia đình giàu có, việc quan tâm lo lắng cho con cái thường là đồng nghĩa với việc đáp ứng những nhu cầu vật chất. Con cái được sống sung túc, học hành đầy đủ và không phải thiếu thốn gì. Tuy nhiên, thường thì cha mẹ có ít thời gian dành ra để trực tiếp chăm sóc con cái. Điều này khiến cho con cái lớn lên trong sự thiếu thốn phần lớn tình cảm, bởi vì nhu cầu tình cảm của chúng là cần được sự gần gũi, chăm sóc bởi chính bàn tay cha mẹ, không chỉ là được đáp ứng đầy đủ về vật chất. Ngay cả trong quan hệ giữa vợ chồng với nhau cũng vậy. Khuynh hướng chung là trong những gia đình giàu có, người ta luôn quá bận rộn để có thể dành thời gian thỏa đáng cho nhau. Và thật không may là điều này không sao có thể bù đắp lại bằng tiền bạc, vật chất. Nếu bản thân bạn là một người giàu có và tránh được tình huống rất thường gặp này, bạn có thể tự hào về điều đó. Mặt khác, có một tâm lý chung là người ta thường gần gũi quan tâm đến nhau nhiều hơn trong những hoàn cảnh thiếu thốn. Vợ chồng con cái trong những gia đình nghèo thường có tình cảm gắn bó rất sâu đậm với nhau. Họ cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn của gia đình. Họ biết là những người chung quanh lúc nào cũng cần đến sự quan tâm chia sẻ của họ. Sự thiếu thốn vật chất chung của cả gia đình khiến cho họ có những nhu cầu thiết yếu giống như nhau và dễ cảm thông nhau. Ngược lại, trong những gia đình giàu có, người ta không có gì thiếu thốn mà thường chỉ chạy theo những ham muốn riêng tư của mỗi người. Vì nhu cầu không giống nhau nên họ cũng ít gần gũi nhau. Tất nhiên chúng ta chỉ đang nói đến cái chung chung, không đề cập đến từng trường hợp cụ thể. Nếu người giàu tự ý thức được những điều này, họ có thể có sự điều chỉnh thích đáng để tạo một không khí gia đình ấm cúng hơn. Trong đó, các thành viên đều quan tâm và dành thời gian thỏa đáng cho nhau. Điều chắc chắn là như thế ta sẽ bớt giàu hơn đôi chút, nhưng môi trường tình cảm sẽ tốt đẹp hơn và gia đình vì thế được hạnh phúc hơn. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói là một trong những yếu tố chi phối phần lớn cuộc sống của chúng ta.
Khi tiếp xúc với ai lần đầu tiên, phong cách nói năng của người ấy có thể để lại trong ta một ấn tượng tốt hay xấu. Nhiều người cho rằng việc nói năng dịu ngọt là biểu hiện của sự không trung thực, và họ thích giao tiếp với những người có lối nói thẳng thừng, bộc trực hơn. Định kiến này không có gì để đảm bảo là đúng cả. Bản chất trung thực hay gian trá của một người không quan hệ đến việc người ấy nói năng dịu dàng hay thô thiển. Tuy nhiên, tôi có thể nói chắc điều này: không ai trong chúng ta lại không thích nghe những lời êm ái hòa nhã hơn là những lời đốt chát thô lỗ. Tục ngữ ta đã có câu: lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cũng là nói lên ý này. Nói năng dịu ngọt, chọn lựa từ ngữ, không có nghĩa là nói lời gian dối, không đúng sự thật. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lựa lời mà nói có nghĩa là vẫn cùng một ý tưởng, một quan điểm, nhưng được cố gắng diễn đạt, trình bày theo cách êm ái hòa nhã nhất. Phong cách nói năng là một lợi thế không tốn kém, nhưng thường có thể mang lại cho ta những kết quả tốt đẹp không ngờ. Tuy nhiên, trước hết ta hãy thử xét qua trường hợp của những người nói năng không lựa lời. Khi chúng ta nói năng theo cách nặng nề thô lỗ, không những người nghe cảm thấy bị xúc phạm, mà chính bản thân chúng ta cũng có rất nhiều điều bất lợi. Trước hết, tâm trạng của ta trở nên nóng nảy, bực dọc theo với ngôn ngữ mà ta dùng. Điều này làm cho ta mất đi một phần sự suy xét, phán đoán sáng suốt. Thêm vào đó, cách nói năng nặng nề sẽ tập nhiễm thành một thói quen, và nó gieo cấy vào tâm hồn ta những hạt giống nóng nảy, bực dọc, làm cho tính tình ta dần dần thay đổi theo hướng xấu đi. Đối với người nghe, thật không dễ chịu chút nào khi phải chịu đựng những lời nặng nề, thô lỗ. Điều này có thể làm thay đổi cách nhìn nhận vấn đề theo hướng xấu hơn. Ngược lại, khi ta chú ý lựa chọn cách nói năng hòa nhã, trước hết ta giữ được sự thanh thản sáng suốt của chính mình. Thói quen nói năng hòa nhã là một trong những phương thức hữu hiệu để tu dưỡng tính tình. Như vậy, chúng ta vừa tránh làm thương tổn người khác, mà đồng thời cũng có lợi cho chính bản thân mình. Khi vấn đề được trình bày theo cách ôn hòa, người nghe sẽ dễ chấp nhận hơn, vì điều đó tỏ ra là họ đang được tôn trọng. Ngay cả khi có sự bất đồng, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được một phản ứng êm dịu hơn. Nói năng hòa nhã cũng là cách rất tốt để ta luôn tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Khi ta nói, ta biết mình đang muốn nói gì và nên nói ra như thế nào. Bằng cách đó, chúng ta ý thức đầy đủ về bối cảnh giao tiếp hiện tại, mà không bị chi phối bởi bất cứ định kiến hay sự lơ đễnh nào. Nói năng theo cách nặng nề thô lỗ thường là do thói quen tập nhiễm lâu ngày. Nói năng hòa nhã cũng là một thói quen ngược lại mà ta hoàn toàn có thể tạo ra được. Để có được hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta không thể không quan tâm đến việc lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sống đơn giản. Sống đơn giản là một trong những phương thức giúp bạn có được hạnh phúc trong cuộc sống mà không đòi hỏi phải tốn kém nhiều. Nhưng ngược lại, nó đòi hỏi một sự hiểu biết và quyết tâm kiên trì thực hiện. Bởi vì thay đổi cách sống là một trong những điều khó làm nhất đối với hầu hết chúng ta. Sống đơn giản hoàn toàn không có nghĩa là gạt bỏ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Chỉ có điều là chúng ta thường có quá nhiều nhu cầu để đòi hỏi, đến nỗi ta khó lòng phân biệt được đâu là những nhu cầu tối thiểu và thiết yếu cho cuộc sống. Hơn thế nữa, chúng ta thường xác định những gì mình cần dựa vào nhận thức của những người chung quanh, thay vì là theo phán đoán của chính mình. Đây là một điều nghe có vẻ như vô lý, nhưng tiếc thay, đó lại là sự thật đối với rất nhiều người. Nếu bạn là ngoại lệ, đó là một điều rất tốt cho chính bản thân bạn. Nếu chúng ta không quay nhìn lại để tự giới hạn những mong muốn của mình, những mong muốn ấy sẽ không bao giờ tự nó có giới hạn. Vấn đề ở đây là bạn phải giới hạn những nhu cầu của mình ở mức độ nào. Điều đó có thể là khác nhau ở mỗi người. Với tôi, một máy điện toán cá nhân
là vô cùng thiết yếu, nhưng với một người khác có thể đó là sự xa xỉ. Bạn cần phải tự xác định những nhu cầu nào là thiết yếu đối với chính mình, chứ không phải là ai khác. Có một nguyên tắc tương đối đơn giản để bạn làm được điều đó. Khi việc loại bỏ một nhu cầu làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn là theo đuổi và đạt được nó, bạn có thể yên tâm gạt bỏ nó ra khỏi danh sách phấn đấu của mình. Chẳng hạn như, bạn nghĩ rằng mình cần gắn một máy điều hòa không khí trong nhà vì có những ngày nóng bức bạn cảm thấy dường như không sao chịu nổi. Tất nhiên, điều trước tiên là bạn phải ước tính ngân sách cho việc này. Thêm vào đó, bạn cũng phải tính đến hóa đơn tiền điện tăng vọt hàng tháng do việc sử dụng máy điều hòa không khí. Nếu thu nhập của bạn là vào mức trung bình hoặc không cao lắm, những điều này hẳn sẽ tạo ra một áp lực khá căng thẳng lên sự cân đối thu chi của bạn. Ngược lại, về phía bên kia của vấn đề là sự thoải mái có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều này lại tùy thuộc vào thời gian bạn có mặt ở nhà và cũng dùng đến máy, kèm theo với mức độ nóng gắt của thời tiết đã tác động đến bạn như thế nào. Bây giờ, bạn thử nghĩ đến việc loại bỏ kế hoạch gắn máy điều hòa không khí. Nếu sự dễ chịu mang lại do quyết định này, vì loại trừ được sự căng thẳng về tài chính, có thể lớn hơn là sự dễ chịu mà bạn có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều đó có nghĩa là bạn có thể yên tâm gạt bỏ nhu cầu này. Bạn có thể xem xét vấn đề một cách tương tự trước khi mua sắm thêm đồ đạc trong nhà, quyết định một kỳ nghỉ ở xa hay tu sửa nhà cửa vào dịp năm mới. Mỗi một vấn đề đều có thể là thiết yếu hoặc không thiết yếu. Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và khả năng tài chính của chính bạn. Chỉ cần chúng ta đặt thành vấn đề quan tâm xem xét, có rất nhiều trong số những chi tiêu thông thường của chúng ta có thể được cắt giảm mà không mang lại bất cứ một sự thay đổi khó chịu nào cho cuộc sống. Và điều đó cũng có nghĩa là ta sẽ được dễ chịu hơn do sự giảm nhẹ áp lực tài chính. Thường thì chúng ta không chọn lối sống đơn giản chỉ vì những người quanh ta không chọn sống như thế. Một áo sơ mi tuy cũ nhưng có thể vẫn còn dùng rất tốt sẽ bị thay thế không phải vì chủ nhân của nó thực sự muốn thay thế, mà chỉ vì chung quanh anh ta mọi người đều đã mặc những chiếc áo mới theo một thời trang mới. Chúng ta cần thay đổi quan niệm ấy. Chúng ta cần điều gì? Đó là cho chính bản thân ta, gia đình ta. Không cần thiết lúc nào cũng phải quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về điều đó, bởi vì người khác hoàn toàn không hề chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chúng ta. Không chỉ là vấn đề tài chính, khi bạn chọn một lối sống đơn giản hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân và cho gia đình hoặc những người thân yêu khác. Chính thời gian ấy là vốn quý mà bạn phải cần đến để tạo dựng đời sống hạnh phúc. Bạn sẽ không phải tất bật ngày đêm quay cuồng trong công việc để có đủ thu nhập đáp ứng cho những nhu cầu vượt mức của mình. Giáo dục cho con cái trong gia đình nếp sống đơn giản cũng có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là việc tiết kiệm đôi chút tiền bạc, tạo ra cho con cái một hướng suy nghĩ đúng đắn về nếp sống đơn giản. Đó là tạo dựng nền tảng hạnh phúc cho cuộc sống của chúng sau này. Bạn cần giáo dục điều đó bằng hành động cụ thể, không chỉ bằng lời nói. Bạn không nên cho phép con cái dứt bỏ những món đồ dùng cũ chỉ vì đua đòi theo bạn bè. Tôi biết có rất nhiều người vì thương con đã đáp ứng đầy đủ ngay cả những yêu cầu vật chất gần như vô lý. Điều đó không có lợi chút nào cho cuộc sống của chúng trong tương lai. Khi bạn chọn nếp sống đơn giản, bạn cũng bày tỏ sự cảm thông với những người khác còn nhiều khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống, và đồng thời bạn cũng dễ có được niềm vui chia sẻ vật chất cùng với họ. Sống đơn giản không phải là một ý tưởng phức tạp khó hiểu, nhưng thật sự là một việc rất khó làm. Bạn cần phải kiên nhẫn trong việc thay đổi dần những nếp suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên, nếu bạn có đủ quyết tâm để thực hiện, bạn sẽ được bù đắp xứng đáng bằng những niềm vui mà cuộc sống đua đòi bon chen không thể nào mang đến cho bạn được. Và đó chính là nền tảng cơ bản cho một cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Lời nói và việc làm.
Có câu tục ngữ rằng nói dễ hơn làm. Chính vì vậy mà chúng ta thường nói nhiều hơn những việc mình làm. Điều này có vẻ như chẳng có gì quan trọng cho lắm. Hơn nữa, nếu ai ai cũng đều có thói quen như thế thì việc gì phải quan tâm kia chứ? Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn rất cần phải quan tâm suy nghĩ về việc này. Lời nói là một biểu hiện của tinh thần. Trong lòng ta thế nào thì lời nói bộc lộ ra thế ấy. Ngược lại, khi được thể hiện ra rồi, lời nói lại gieo cấy những hạt giống tốt hoặc xấu vào tâm hồn chúng ta. Vì thế, muốn tâm hồn chân thực thì lời nói tất nhiên cũng phải chân thực. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi có những tác hại sâu xa mà chúng ta không thể không quan tâm sửa đổi. Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với nhau về tác hại của những lời nói dối. Hiển nhiên là nó đánh mất đi giá trị tự thân của người nói, khiến cho mọi người không còn tin cậy vào anh ta được nữa, ngay cả khi anh ta đã từ bỏ việc nói dối. Vì thế, những gì người nói dối đánh mất đi là nhiều hơn những gì họ đạt được. Nhưng không phải ai cũng có thể thấy được tác hại của những lời đùa cợt hoặc khoe khoang, khoác lác, bởi vì chúng có vẻ như chẳng hại gì đến ai cả. Trong thực tế, những lời đùa cợt không thật hay những lời khoe khoang vượt quá sự thật chính là tiền thân của những lời nói dối. Rất nhiều người trong chúng ta đã biết qua cảm giác ngượng ngập lúng túng khi lần đầu tiên nói dối. Người nói đang đứng trước ranh giới giữa sự chân thật và dối trá, và cảm giác này giống như một phản ứng tự nhiên của bản thân để cố ngăn không cho ta rơi vào sự dối trá. Thường thì người nghe rất dễ nhận ra vẻ lúng túng ấy để biết là mình đang bị nói dối. Tuy nhiên, nếu chúng ta lặp lại việc nói dối nhiều lần, chúng ta không còn cảm giác lúng túng ngượng ngập như lần đầu. Và chính những lời đùa cợt hay khoe khoang cũng có tác dụng xói mòn, làm mất đi cảm giác ngượng ngập lúng túng đã ngăn cản không cho ta nói dối. Nếu bạn thường xuyên đùa cợt khoe khoang quá trớn, bạn sẽ rất dễ dàng chuyển sang nói dối mà không có chút gì ngần ngại. Mặt khác, bản thân người nói không phải bao giờ cũng ý thức rõ được mình đang nói những lời không thật. Nếu ta nhận được sự thán phục hoặc tán đồng từ người khác, dần dần ta sẽ có cảm giác như mình đang nói thật. Nhưng thật ra ta đang lừa dối chính bản thân mình. Và điều này về lâu dài sẽ khiến cho ta mất khả năng phân biệt rạch ròi giữa sự chân thật và dối trá. Một khuynh hướng rất thông thường là chúng ta luôn nói nhiều hơn mức cần thiết. Một trong những lý do dẫn đến điều này cũng là vì nói dễ hơn làm. Đôi khi chúng ta tập thành thói quen nói rất nhiều mà không quan tâm đúng mức đến những gì mình nói ra. Sự lạm phát lời nói này luôn được những người chung quanh ta cảm nhận được và phản ứng lại bằng cách đánh giá thấp lời nói của ta. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần ta bớt nói đi, lời nói của ta sẽ tự nhiên có giá trị cao hơn. Nhưng vấn đề cũng không đơn giản chỉ có thế. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi còn làm ta đánh mất đi năng lực suy nghĩ chín chắn đối với từng vấn đề, thay vì tập trung sự chú ý sáng suốt để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ta dễ dàng hài lòng với bất cứ phát biểu nào vừa chợt nghĩ ra được. Biết hạn chế lời nói một cách thích hợp, chúng ta còn tiết giảm được một năng lượng đáng kể cần thiết cho cơ thể. Cũng có thể bạn có phần nào hoài nghi về việc nói nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng đó là sự thật. Người xưa cũng đã nhận biết được điều này nên có nói: khẩu khai thần khí tán, miệng mở ra là thần khí phải hao tổn. Tất nhiên, nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta phải trở nên lầm lì ít nói. Có điều là chỉ nên nói những gì ta thấy cần thiết mà thôi. Khi chúng ta biết quan tâm hạn chế những lời nói không cần thiết, chúng ta sẽ tiến dần đến chỗ làm được tất cả những gì mình nói. Để cho lời nói đi đôi với việc làm không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu ta chỉ nói ra những điều đã cân nhắc thận trọng thì điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Khi nói ra với sự ý thức đầy đủ là mình sẽ thực hiện lời nói đó, chính là chúng ta đã biết sống tỉnh thức trong hiện tại mà không buông bỏ những giây phút sống của mình vào sự lơ đễnh lãng quên.
việc giữ cho lời nói đi đôi với việc làm sẽ hoàn thiện nhân cách của bạn rất đáng kể. Và điều này có thể dễ dàng nhận ra được qua cung cách mà những người chung quanh sẽ đáp lại đối với bạn. Bạn sẽ không còn mấy khi phải nghe người khác than phiền về chuyện nói dễ hơn làm. Hạnh phúc là điều có thật. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng dài trên con đường hướng đến hạnh phúc chân thật. Tôi không biết chắc là bạn có hoàn toàn đồng ý với những gì đã được trình bày hay không. Nhưng chỉ hy vọng một điều là bạn nhận ra quan điểm về hạnh phúc chân thật nêu lên trong cuốn sách này. Hạnh phúc chân thật là sự yên vui thanh thản mà mỗi chúng ta có thể đạt đến bất chấp những khó khăn hay nghịch cảnh. Bởi vì có quá nhiều những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống này, nên chúng ta không thể để cho chúng ngăn chặn hoặc cướp mất đi niềm vui sống của ta. Bằng không, ta sẽ chẳng bao giờ được yên vui cả. Như vậy, hạnh phúc chân thực không thể phụ thuộc vào những gì chúng ta có được, mà nó hoàn toàn đạt đến bằng vào cách sống của chúng ta. Có thể chúng ta còn nghèo khó hoặc rất giàu sang, hoặc gặp nhiều may mắn hoặc có lắm rủi ro, nhưng nếu chúng ta có một nhận thức đúng về cuộc sống và biết sống hết lòng, chúng ta đều có thể đạt đến cuộc sống yên vui hạnh phúc ngay trong hoàn cảnh của chính mình. Một khi bạn buông bỏ những quan điểm sai lầm, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được rằng hạnh phúc là điều có thực ở ngay trong tầm tay của chúng ta. Ngay tại đây và trong giây phút này, trong từng hơi thở biểu hiện sự tồn tại của ta trong cuộc sống nhiệm màu này. Mong sao những gì bạn đọc được trong cuốn sách này sẽ không góp thêm phần vào gánh nặng tri thức của bản thân, bởi người viết không hề có dụng ý đó. Những điều được viết ra ở đây hoàn toàn nhằm vào mục đích thực hành. Và tôi tin chắc là bạn chỉ có thể thực sự cảm nhận được hết khi áp dụng chúng vào cuộc sống. Chúng ta gắn bó với cuộc sống này thông qua từng hơi thở. Đôi khi chúng ta không thực sự tiếp xúc được với cuộc sống bởi vì chúng ta thường lãng quên, không chú ý đến hơi thở của chính mình. Không biết có hơi thở, tức là không biết có cuộc sống. Cuộc sống sẽ không là gì cả nếu không là hiện tại mà ta đang cảm nhận. Vì vậy, chúng ta không thể tiếp xúc với cuộc sống nếu chúng ta lãng quên hơi thở trong hiện tại. Có thể bạn hoài nghi điều đó, nhưng bạn không thể không nhận ra điều này. Khi không tỉnh thức trong hiện tại, bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút về với quá khứ hoặc tương lai. Và thật đáng buồn là chẳng bao giờ có thể có được hạnh phúc trong quá khứ hoặc tương lai. Vì vậy, trước khi chia tay, tôi mời bạn hãy cùng tôi thử đến với cuộc sống qua chừng vài mươi hơi thở, hoặc có thể nhiều hơn nữa nếu sau đó bạn cảm thấy có sự thích thú. Trước tiên, xin mời bạn hãy mỉm cười. Bạn không cần phải nêu ra một lý do nào đó cho việc mỉm cười, chỉ một việc bạn đang tồn tại và đang đến cùng cuộc sống, như thế là đã quá đủ để mỉm cười. Bây giờ, mời bạn hãy ngồi xuống thật thoải mái. Bạn đang ở trong phòng khách ư? Cũng tốt. Bạn đang đi dạo ngoài vườn ư? Càng tốt hơn. Bạn cũng có thể là đang ở bất cứ đâu, thậm chí bạn đang đọc những dòng này trên xe buýt, không hề gì. Chỉ cần bạn hãy chuẩn bị cho mình một tư thế thật thoải mái trong điều kiện hiện có. Và giờ thì xin bạn hãy buông bỏ đi bao nhiêu băn khoăn lo lắng của những ngày qua, toan tính dự định của hôm nay. Dành trọn vẹn tâm trí cho giây phút hiện tại này, bạn bắt đầu thở vào. Khi hơi thở khoan thai đi vào, bạn không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, chỉ biết là bạn đang thở vào. Khi thở ra, bạn cũng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ biết là bạn đang thở ra. Thở vào, thở ra, bạn luôn tỉnh táo nhận biết trong từng hơi thở và không để cho bất cứ suy nghĩ nào khác xen vào quấy rối. Hơi thở này là cuộc sống. Tôi đang tiếp xúc cùng cuộc sống và tôi không cần biết đến chuyện gì khác nữa. Cách chú tâm vào hơi thở như thế này có thể giúp bạn lắng động tâm trí, trở nên yên tĩnh sáng suốt trong một trạng thái không bị xáo động bởi bất cứ chuyện gì. Bạn có thể thực hành thở lâu hoặc mau, hoặc vào bất cứ lúc nào thuận tiện trong ngày.
Nhưng tốt nhất, bạn nên dành một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày để thực tập. Bạn cũng có thể áp dụng nó như một phương thuốc an thần hữu hiệu mỗi khi bạn gặp những xáo trộn trong cuộc sống hay lúc tâm trí căng thẳng nhiều lo nghĩ. Vấn đề ở đây là bạn không phải làm gì khác ngoài việc ngồi yên và chú tâm vào hơi thở. Chỉ cần như thế, bạn sẽ quay trở về tiếp xúc với cuộc sống này và bạn sẽ nhận ra chẳng có gì là có thể quan trọng hơn điều đó cả. Bạn không cần mong cầu đạt đến những kinh nghiệm tâm linh sâu xa như các vị thiền sư, mặc dù điều đó là hoàn toàn có thể đạt được. Tôi chỉ mong bạn cố gắng thực hành nếp sống tỉnh thức này đủ để một lúc nào đó không xa lắm sẽ có thể vui vẻ nói cùng tôi: "Dân, hạnh phúc là điều có thực."